Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình À, thì nếu mà các bạn nào có những câu chuyện ma đó muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ à, còng người .com. còn nếu không các bạn cũng có thể gửi về cái số zalo uh, của mình số zalo của mình là 0938773799 nha mọi người nha và một cái cách thứ ba nữa là mọi người, mọi người cũng có thể là theo dõi cái trang uh, facebook của mình mình có một cái trang facebook tên là chuyện ma vũ mập mình đăng tất cả những cái thông tin chuyện ma trên đó luôn và mọi người có thể là theo dõi trang facebook đó để nghe chuyện ma cũng như là có thể là gửi chuyện vào đó luôn nha mọi người nha rồi thôi bây giờ mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc qua tên những bạn comment ở tập 117 ngày hôm qua Tập 117 ngày hôm qua là một cái tập rất là hay luôn nha mọi người nha à, Thôi đợi một chút xíu mình nói à, Thì cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất ngày hôm qua luôn á là có tới 48 lượt yêu thích đó Thì bạn đó có tên là Bảo Nguyễn Hoàng Gia nha mọi người nha Bảo Nguyễn Hoàng Gia đó là anh anh cảm ơn bảo nguyễn hoàng gia rất là nhiều nha và cái bạn thứ hai và cái bạn cầm minh sớm nhất ngày hôm qua luôn á là bạn justin nguyễn nha bạn justin nguyễn là bạn được cầm minh sớm nhất ngày hôm qua <laughs> thì hôm qua là một ngày rất là vui đối với vũ luôn à, vũ xin chia sẻ tầm khoảng 20 giây thôi là ngày hôm qua là mình là cái lần đầu tiên mình live stream trên youtube để mình trả lời tất cả những câu hỏi cũng như là tâm sự chia sẻ với mọi người mình không nghĩ là mọi người có thể là vào nhiều tới tới như vậy ngày hôm qua khi mình live stream như vậy đó là có tới hai trăm mấy chục người vào coi lận là đó mình cứ nghĩ là tầm khoảng hai ba mươi người thôi không ngờ là cái con số nó gấp nhiều lần như vậy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là cái câu chuyện ngày hôm qua tập 117 ngày hôm qua đó là hùng ma anh gia sư là được rất 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 là nhiều người cầm minh vào nói đây là một cái câu chuyện nó rất là hay và mọi người cũng khen mình là mình kể nó kiểu như là mình truyền đạt được tốt câu chuyện mọi người càng khen nhiều thì mình lại càng cảm thấy là À, mình cảm thấy buồn bản thân mình tại vì mình biết là cái khả năng của mình mình có thể là kể nó hay hơn nữa ngày hôm qua là mình chỉ kể được 80% phần trăm thôi tại vì cái sự cố cúp điện thành ra là mình nực quá đó mình nóng nực với lại cái 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 ánh sáng nó tối quá đi nên thành ra là mình kể nó không có được tập trung nó không có được tốt cho lắm Nói nhưng mà thôi nếu mọi người cũng đã khen rồi thì mình cũng cảm thấy là cũng ít nhiều gì thì cái công sức mình bỏ ra thì nó cũng đã được đền đáp cũng không có tới nào có tới nỗi nào mà nó quá dở đi và hôm qua là mỗi câu chuyện nó cũng rất là hay luôn nếu mà những bạn nào đang nghe chuyện này mà chưa nghe tập chuyện ngày hôm qua thì đó là một trong những tập chuyện nên nghe của vũ mập nha nếu mà biết tới cái kênh chuyện ma vũ mập thì đó là một trong những tập chuyện nên nghe của vũ tại vì mình không phải là mình tự tin đâu mà tại vì đó là do khán giả khán giả đã cầm đã nói là đó là một cái câu chuyện nó rất là hay à, mình cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn rồi thôi bây giờ mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên luôn nha mọi người ha hôm nay á à, có thể là một cái câu chuyện nó khá dài mình không biết là sau khi mình kể xong á, thì câu chuyện này nó dài bao nhiêu nhưng mà cái chị này đó là chị là Nguyễn Tuyết chị tên là Nguyễn Tuyết chị gửi về cái fanpage nha chị gửi về cái trang Facebook chuyện ma vụ Mập của mình á. là khi mình copy vào trong cái cái bản làm việc của mình á, thì là nó dài 7 trang A4 đó nó dài 7 trang A4 đó ngày hôm qua khi mình kể cái câu chuyện của bản à, bạn Khánh Trang Mai Kỳ đó Hồng An gia sư thì nó chỉ là 4 trang A4 thôi mà nó đã, đã dài vậy rồi hôm nay là tới 7 trang lần nên thành ra là mình không biết là mình sẽ kể uh, nó mất bao nhiêu thời gian đó. nhưng mà mình sẽ cố gắng mình kể nó tốt nhất có thể nếu mà ngày hôm nay vẫn tiếp tục bị trễ thì Vũ mọc thành thật xin lỗi mọi người rất là nhiều luôn tại vì câu chuyện hôm nay nó 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 cũng tương đối là dài đó mình không biết bây giờ mình hiện tại mình đang ngồi đây á là năm giờ mười rồi năm giờ mười chiều rồi thì mình kể câu chuyện này một tiếng rưỡi chắc có thể là một tiếng rưỡi đó thì lúc đó là mình sẽ đăng lên như thế nào nha mọi người nha rồi thôi không lòng vòng nữa bây giờ mình sẽ vào chuyện luôn à, thì chị nguyễn tuyết này là chị nói á là từ nhỏ cho tới lúc mà chị lấy chồng cho tới sau này bây giờ luôn á là chị gặp ma rất là nhiều nha mình nhấn mạnh ở đây là chị gặp ma rất là nhiều hồi nhỏ thì chị rất là sợ ma nhưng mà khi gặp ma nhiều quá như vậy nên thành ra là chị bị chai đó là chị bị chai luôn nên thành ra là khi mình gặp như vậy thì mình vẫn sợ nhưng mà cái nỗi sợ nó không còn lớn nó không còn nhiều giống như là lúc mình còn nhỏ nữa đây mọi người à, bây giờ mình mọi người mình nói trước vậy để mọi người nắm rõ để mọi người cứ dễ dễ hiểu hơn câu chuyện nha thì cái lần đầu tiên mà chị gặp ma đó là cái lúc này là chị không nhớ chị bao nhiêu tuổi nhưng mà chị nói chị còn nhỏ. Lúc này là trước năm 90 rồi, trước năm 1990 rồi và chị này cũng là tương đối là lớn tuổi rồi đó. Lúc đó thì chị cũng tầm khoảng cỡ 7-8 tuổi hay 6-7 tuổi gì đó. Thì chị không nói tới nhưng mình không biết nhưng mà theo như là chị nói, theo như là chị diễn tả câu văn thì mình nghĩ là có thể là cỡ 8-9 tuổi gì đó. Lúc này á, là nhà chị ở ngay cái cầu Vĩnh Mậu nha Chị nhà chị là ngay cầu Vĩnh Mậu ở bên, hình như là mình nhớ không lầm là ở bên quận 8 thì phải Và trước những năm 90 á, là mình nghe nói nha Tại vì mình sinh năm 95 mà mình không bao giờ mình chứng kiến được Thì mình nghe nói vào những năm 90, trước năm 90 thì ở bên quận 8 như vậy á, là nó cũng còn rất là tương đối là nghèo khổ Tại đó là cũng mình xin lỗi, mình cũng mới dùng cái từ là Nó là cái khu khu ổ chuột mà mọi người, nó cũng là phức tạp và nó cũng là chỉ như là nó còn nghèo á Và chỉ nói là nhà của chị đó Nhà của chị thì ở đầu đường Gần nhà của chị là có thêm một bà hàng xóm nữa Rồi thôi đó Là có nghĩa là cả một cái xóm đó là chỉ có hai căn nhà thôi Và toàn bộ cái xóm đó Hoàn toàn bộ những khu đất trống đó đó Chính là nghĩa địa Chính là nghĩa địa hoang Tới bây giờ hình như là cũng đã Cũng đã sang bằng Cũng đã sang lắp để mà xây những tòa nhà cao tầng rồi Nhưng mà vào cái thời điểm đó là như vậy đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là nhà chị lúc cái thời điểm đó là vẫn chưa có đèn điện luôn. Mặc dù á, mình mở miệng ra mình nói, ừ, ta, nhà tao ở quận 8, ở Sài Gòn vào cái thời điểm đó. Nhưng mà vào cái thời điểm đó là nhà chị vẫn vẫn chưa có có đèn điện luôn tại vì quá nghèo đi quá nghèo đi mình không biết là đèn có không không biết là điện không dẫn vô tới hay là do là lúc đó chị quá nghèo đi nên thành ra là chị không có đủ điều kiện để mà gắn gắn gắn, gắn điện thì mình không biết thì cái lần đầu tiên mà chị gặp á, cái lúc này nè là chị đang chơi với cái đám bạn của mình, đang ngồi chơi vui vui vẻ kiểu như giỡn hết cái ba đám bạn trong sớm trong những cái sớm khác qua chơi đó. Thì thành ra đây là cái yếu tố mà mình nghĩ là chị 8 9 tuổi, chứ nếu mà chị 3 4 tuổi nhỏ quá thì thường thường là người nhà sẽ không cho đi chơi như vậy. Chị đang ngồi chơi như vậy đó, lúc đó đâu có đồng hồ đâu, nên thành ra là khi mà cái tiếng chuông chùa đó, cái tiếng chuông chùa nó vọng lên á, tiếng chuông chùa vọng kinh 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 á thì chị biết lúc đó là 5 giờ À, nghĩa là không có dùng đồng hồ mà chỉ là dựa vào cái tiếng chuông chùa để mà biết lúc đó là mấy giờ thôi Thì sau khi mà nghe tiếng chuông chùa vậy á, là mạnh đứa nào đứa nấy, á, nguyên một đám bạn đang tụi nè Thì mạnh đứa nào đứa nấy là chạy về nhà mình hết Tại vì ba mẹ có dặn là đi chơi thì đi chơi, tới chiều là phải về nhà để mà tắm rửa chuẩn bị ăn cơm Nên thành ra là đứa nào đứa nấy là tản ra để chạy về hết Và bản thân chị cũng vậy, chị cũng tản ra, chị đi về nhà luôn thì cái chương trình của nhà của chị khi là mà chị về tới nhà vậy đó là chị sẽ tranh thủ chị tắm rửa và làm sao làm là phải ăn cơm trước 6 giờ tại vì qua 6 giờ mà mặt trời nó lặn hẳn rồi đó là sẽ tối thui nên thành ra là không có thấy đường để mà ăn cơm không thấy đường để mà bới cơm à, phải là ăn trước 6 giờ đi rồi bắt đầu là tới tối là trời mặt trời xuống là tối thui luôn là chuẩn bị là vô chui vô, vô mùng ngủ luôn thì khi mà chị đi về nhà như vậy đó thì lúc đầu là cũng hí hai hững chạy về cũng lẹ lẹ chạy về nội rồi xong nhảy vô nhà tắm tắm liền luôn cũng tắm rửa sạch sẽ đồ thì khi, khi mà đi ra nhà đi ra ngoài nhà mà chuẩn bị ăn cơm đó thì mới phát hiện là ủa sao ở nhà không có ai hết trơn á à, lúc này thì chị mới mới phát hiện là chỉ có một mình chị ở nhà thôi mà chị cũng không hiểu là người lớn đi đâu hết rồi ba mẹ đi đâu hết trơn rồi à, rồi sau đó là chị mới kiểu như là chị cũng tính đi ăn cơm rồi nhưng mà chị cũng tính đi lần quần trước sân coi chị kiếm coi là à, ba mẹ có về chưa rồi sẵn đợi vô ăn cơm luôn tại vì chị thì nhiều khi là chị cũng còn nhỏ chị cũng chưa biết chưa biết bới cơm ăn sao nọ là toàn là toàn là người người lớn bới xong rồi chị tự múc ăn không mà nên chị mới đi kiếm. Thì đang đi kiếm như vậy đó thì chị ra tới đằng trước nhà đó, chị thấy ngay chỗ cái bàn thiên nha, cái bàn thờ bàn bàn thiên á, bàn bàn thiên bàn địa mà ngày xưa là nhà mình cũng hay có đó bây giờ nhà mình vẫn có chứ không ngày xưa chứ nhưng mà ngày xưa thì nó để ngoài sân luôn bây giờ thì để trước cổng nhà nhưng mà ngày xưa để ngoài sân thì chỉ thấy ngay chỗ cái bàn thiên ấy đó, là ba chị đang ngồi vậy đó ngồi ngay cái bàn thờ luôn nên là chị mừng quá mà đang đói bụng nữa mà không thấy người nhà ở nhà nên mừng quá ấy. chạy ra thấy ba mình về chạy qua chạy chạy ra ôm liền chạy ra ôm ba ba về ba về ba về nọ đồ chạy ra ôm khi mà chị chạy ra chị ôm gì mà chị nói là chị chạy sát bên luôn rồi nhưng mà chị chạy sát bên chị giang cái tay là chị ôm là nói chung là chị không thấy biến mất gì hết trơn á nhưng mà khi chị ôm như vậy thì mình ôm mà mình phải quay cái đầu qua mình ôm mà mình quay qua mình ôm như là ba về ba về vừa ôm một cái là chị hụt chị hụt người có nghĩa là cái người đó là biến mất á nên thành ra là chị ôm về vào vào không khí á chị ôm hụt như vậy nè thì chị mới chúi nhủi và chị đâm đâm thẳng cái đầu vô trong một cái hàng rào kẽm gai luôn Hàng gào kém gai ngày xưa bây giờ thì có là hàng gào lưới B40 thôi Nhưng mà ngày xưa là hàng gào kém gai rất, rất là nhiều Là coi như là chị đâm thẳng cái đầu chị vô trong cái hàng gào kém gai đó Thì khi mà chị đâm đầu vô cái hàng gào kém gai đó Chị mới kiểu như là lúc đó thì chưa có phải là sợ gì đâu Chỉ là thấy kỳ lạ thôi Tại lần đầu tiên gặp ma mà nó, nó giống như kiểu là chưa bao giờ nghe tới chuyện ma cỏ là gì hết đùng Bây giờ tự nhiên ba mình đang ngồi đó rõ ràng Mình chạy tới kế bên vẫn còn đó Mà mình ôm cái là tự nhiên mất tiêu hay là kiểu như là ba mình giỡn với mình rồi né qua một bên cho mình ôm hụt hay sao đó thì chị mới nhìn lại hết trong nhà luôn á thì không thấy hình ảnh ba mình đâu mà không thấy cái gì hết trơn chỉ có một mình mình thôi thì lúc này là chị thấy cái chân mình nó lạnh lạnh thấy cái chân mình nó lạnh lạnh chị nhìn xuống thì thì ra là cái chân của chị đó. nó đã bị vướng vô cái hàng gào kẽm gai nên thành ra là nó bị tét cái chân á máu nó chảy quá trời luôn máu nó chảy mà nó chảy tới nỗi mà mình cảm nhận thấy mình lạnh dưới chân là mọi người đã biết là cái máu nó phải chảy nhiều chảy nhiều cái nào đúng không trời lúc này là chị khóc thì chị khóc bù lu bù loa hết mà hơn sao lúc này là ba chị là đi được tới đầu ngõ rồi đó là nghe tiếng con mình khóc là tức tốc chạy về đó, tức tốc chạy về là ẩm con mình vô rồi cũng băng bó vết thương này nọ rồi là hỏi sao mà tự nhiên chạy giỡn sao mà để té vô cái cái kẽm gai vậy đó, thì chị mới đem cái câu chuyện đó chị kể lại nó là trời ơi con thấy ba ngồi ngay đó đó ngay chỗ bàn thờ đó con chạy lại con ôm muốn tính mừng ba về mà mà con tự nhiên con ôm xong cái con té gì đó luôn con không biết gì hết trơn á lúc đó chị còn nhỏ mà chị chỉ kể đại khái đại khái là thôi kể là ừ thấy ôm biến mất vậy thôi đại khái đại khái vậy thôi đó thì lúc này là ba là chị ba chị biết rồi và kể từ đó về sau là ba chị là dứt khoát là không có để cho chị ở nhà một mình nữa rồi tiếp theo qua cái câu chuyện thứ hai nè lúc này á là chị lại cũng gặp ở căn nhà luôn nhưng mà cái này là không phải là à, không phải là chị gặp chị gặp ma mà chị với ba chị là bị bị ma chọc chứ không phải là là chính mắt gặp ma lúc này đó là do là nhà nghèo khổ quá đi và gần những cái gò mã vậy thường thường nó có một những cái ao những cái dũng này nọ đồ mà kiểu như là không phải là người ta tự người ta cố người ta chủ động người ta đào mà kiểu như là trời mưa này nọ rồi xe tải sao đó rồi nó mới thành một cái dũng một cái ao cũng lớn 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 đó ao rau muốn đồ đó thì á ao nó muốn đó đó cái ao đó là cái ao của người ta chứ không phải là của nhà chị nhưng mà do đói khổ quá đi nên thành ra là tối đó, thường thường là ba đó, sẽ rủ chị đó là chị xách một cái thùng cái thùng xách nước ngày xưa đó cái thùng sơn như gọi là mình gọi là thùng bê đó là xách cái thùng đó đi ra ngoài đó và ba chị cầm cần câu để mà đi ra đi câu trộm đi câu trộm nhà người ta đó mà phải đi hai ba giờ đêm chứ đi buổi sáng người ta thấy sao mà bữa nào trăng mà sáng quá cũng không dám đi câu nữa nó tội nghiệp tới vậy luôn á hai cha con cũng quấn quýt với nhau mà đi câu trộm vậy mà kiếm được con cá thì hai con cá để mà có cũng có, có 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 cơm qua ngày không thì khi mà đi ra ngoài câu nha lúc này á chị nói là câu hăng lắm chị nói là câu đã lắm nó câu mà cứ ba ngồi ba ngồi ba, ba câu và giật lên cái là chị lại chị chụp cái là chị tháo là chị bỏ vô vô trong trong cái cái thùng đó tại vì lúc trước thì không biết nhưng mà đi nhiều quá rồi nên thành ra là rành lắm tuy là còn nhỏ nhưng mà kiểu mà tháo bóc câu ra khỏi con cá bỏ vô thùng mày nọ đồ là, là 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 rành dữ lắm mà nói bữa đó là câu câu là toàn cá phi không cá phi cá lóc đồ dữ dằn nhiều lắm đó rồi bỏ vô thùng đó chị nói á khi mà bỏ vô trong cái thùng như vậy á là chị còn ngồi chị mình buồn á đâu có làm gì đâu mình lấy cái cây mình ngồi mình chọc chọc mấy con cá gì đó kiểu như là con nhỏ mà ngồi lấy cái cây chọc chọc vô cái thùng chọc chọc như nó vậy nè nó thấy là nó nhảy nó nhảy bập 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 bập, bập lên nữa rồi câu từng lẻ lắm câu chút xíu à tại vì thấy nhiều quá mà mà câu chậm mà không gì dám câu nhiều không câu vừa ăn thôi chứ đâu có dám câu nhiều để bữa sau câu tiếp nên thành ra là ba chị cảm thấy là ừ hôm nay câu là chắc cũng đủ rồi đó nên thành ra là ba chị mới hồi đứng lên đi về khi ba chị bắt đầu là xách cái thùng nha xách cái thùng đi về lúc này nặng quá là ba chị xách xách đi về nhà nè ba chị còn sai chị chạy vô trong 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 bếp đó, lấy cái, cái 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 tấm thớt bự đó để mà đậy lên trên cái thùng bê đó mà khi mà đậy là con cá nó còn nhảy cờ bụp cờ bụp với cổng nữa xong rồi nhét xuống dưới gầm giường để sáng mai mẹ chị muốn mừng gì đó là mừng làm gì đó là làm để có đồ ăn mà sáng ba chị kêu nó ấy lo, lo cái thùng ra để đem đem cá xuống cho 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 mẹ mày mừng nè chị khum xuống chị lôi ra chị mở ra cho nó là sình sình không thì mình không nói đi sình cục đất thì mình không nói đi còn có vải nữa những cái vải những cái vải dụng 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 nó giống như là một cái áo hay là một cái quần gì đó đó mà nó bị ở dưới nước lâu quá đó mà nó bị mục rửa đó đó là nó còn mấy cái sợi vải nọ rồi đó rồi kèm theo đó là còn kiểu như là không biết là có phải hay không không biết là có phải hay không mà nó giống giống như là tóc gì đó chỉ nói là không biết là nó có phải là tóc hay không mà thấy nó cũng bùi nhùi bùi nhùi mà nó nó đen đen nhúm nhúm vậy đó tại vì nó nó cộng chung với sình lầy nọ là mình nhìn không có kỹ mà đâu mình đâu phải là chị thấy vậy xong mà chị bốc lên chị dòm kỹ đâu mà biết là ừ là là giải hay là cá hay là là, là, là cát hay là tóc hay nọ đâu chỉ nhìn sơ sơ là thấy một cái đống hầm bà lằn. ở trong đó là sình nào, bắt đầu là giải rồi có cái gì nó nó giống tóc mà nó hoàn toàn không có con cá hết không có con cá nào hết có nghĩa là chị là chỉ tập trung với cái vấn đề là không còn con cá nào hết nó hú lên vậy xong rồi bắt đầu là ba mẹ mới chạy lên mới nhìn xuống là sao không còn con cá nào hết trơn vậy không còn con cá nào hết trơn vậy thì lúc này chị rất là sợ chị rất là sợ tại vì hôm bữa trước là đã gặp ma một lần rồi là là đã biết là trên đời này có ma rồi đó là bắt đầu là nhận thức được là trên cõi đời này là có ma rồi đó là chị bắt đầu là sợ ma rồi đó à, biết sợ ma là gì rồi đó sau khi gặp cái vấn đề nữa chị rất là sợ nhưng mà ba chị bắt đầu với mẹ chị đó cũng nhìn nhìn nhau sao cũng trấn an nó mẹ nó mấy cái thằng trộm này mình đã đi câu trộm của người ta rồi mà nó còn vô nhà mình mà nó còn câu trộm của mình đó thiệt tình luôn á thôi tối nay ba con mình đi câu tiếp kiểu kiểu vậy kiểu như là đánh lạc hướng á cho chị nghĩ đó là do ăn trộm lấy nên thành ra là chị không có quá sợ gì à, chị nghĩ là ăn trộm thiệt nên chị lại cũng còn nhỏ mà cũng bắt trước ba người lớn cũng chửi chửi ăn trộm mày nọ đồ chửi theo nên cũng quên cái chuyện ma luôn mà mọi người thấy không nếu mà là ăn trộm á nó chừa lại cái thùng bê làm cái gì mà nó bòn nhét sình nhét tóc vô làm cái gì trong đó nó phải lấy luôn cái thùng bê chứ không lẽ giờ nó ăn trộm nó chui vô nó phải lấy con cá nó bắt qua bên cái rổ của nó hả xong rồi nó phải đem đi ra nữa, làm gì có chuyện đó nên là nó vô mà nó đã vô tới nhà rồi ấy, là nó rinh luôn cái thùng bê đi luôn chứ ở đó mà 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 để lại làm gì đó thì lúc đó là mình cũng thấy là mà cái, cái, ba mẹ của chị cũng rất là là thông minh cũng rất là thương con đã không có cho uh, chị biết cái vấn đề ma cỏ quá nhiều để ảnh hưởng tới cái tuổi thơ của chị nhưng mà sau này lớn lên thì chị đương nhiên là chị biết sau này lớn lên thì ba mẹ ngồi với nhau cũng hay kể kể nói chuyện thì đương nhiên là ba mẹ chị sẽ kể lại cho chị nghe nên chị mới biết đó là ma lớn lên chị mới biết lúc đó là ma đó. À. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ qua câu chuyện tiếp theo nha Rồi sau này khi mà chị lớn hơn chút xíu Có nghĩa là 1, 2 năm sau thôi Lúc này là cũng cỡ 9, 10 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi gì đó Thì lúc này á, là bà ngoại của chị mất Bà ngoại của chị mất nên thành ra là cả nhà của chị mới là dọn về nhà ngoại để mà ở luôn ở nằm ở đường đường lương văn can dọn về đó ở luôn chứ không còn ở trong đây tại vì thấy cũng ma cỏ nhiều quá mới mới chuyển về đây luôn thì khi mà chuyển về đây á, à, giờ trước khi vào câu chuyện mình nói như này tại vì à, đây là bây giờ thôi chắc là mình để mà cái xác thực nhất á là mình sẽ đọc lại nguyên văn những gì mà chị viết chị gửi cho mình luôn nha, đây nè mình đọc nguyên văn nè, càng lớn chị càng có khả năng kỳ cục kể mọi người á, không tin rồi ném đá, kể sợ mọi người không tin rồi ném đá, nhưng thôi À, nhưng thôi có sao có sao thì nói vậy, ai tin thì tin còn không thì chửi thì nghe chứ biết sao bây giờ, miễn sao mình không thêm bớt, không mang khẩu nghiệp là được. Đó, đó là nguyên văn của chị nói nha. Thì cái vấn đề mà chị nói vậy là nó nó như thế nào. Chị nói á là lúc này là chị còn nhỏ đó là cứ hễ mà lâu lâu đó là chị thường hay thấy một cái hình ảnh gì đó trước khi nó xảy ra. À, mọi người hiểu không? Bây giờ mình mình bây giờ mình mình lấy mình lấy cái chính cái câu chuyện của chị để mình ví dụ cho mọi người dễ hiểu nè. Cái hôm đó đó là chị đang đứng đang ngồi trước nhà đó là chị kiểu như là mấy đứa nhỏ mình hay là kiểu như là hay ngồi trước nhà rồi ngồi tự chơi nè, lấy cái cây vẽ dưới đất hay là ngồi tự phá nhìn mấy con kiến, nhìn bưng quơ mấy con kiến rồi đó. Rồi hay ngồi nhìn ngồi nhìn ngoài trước nhà ngồi suy nghĩ vẫn vơ gì đó không biết mà ngồi nè, ngồi nghĩ vẫn vơ gì nè. Thì chị thấy có một cái bà già chị thấy có một cái bà già đi vô trong nhà của chị và tiến lại gần mẹ chị quay qua xin nước mẹ chị luôn có nghĩa là bà già đã tới và xin nước mẹ chị thì chị mới tính là chị quay qua chị kêu mẹ mình lấy nước cho bà hay là ừ nó mẹ ơi ai vậy thì khi mà chị quay qua một cái đó thì chị quay ngược lại đó, thì chị lại tiếp tục thấy cái bà già này lại đi vô một lần nữa đó mọi người hiểu không mọi người hiểu hiểu kịp tới đây không? là bà già lại đi vô một lần nữa và bà già xin nước thì lúc này là mẹ chị đã đi ra rồi và mẹ chỉ nói ờ con đi vô lấy nước cho bà thì cũng lấy nước này nọ rồi xong thì chị mới nói là ủa mẹ hồi nãy bà này bà đi vô bà xin nước một lần rồi mà sao tự nhiên bà đi ra xong rồi bà dòng vô thêm một lần nữa chứ vậy đó là giống như là chị đã thấy trước chị là chị thấy trước tầm khoảng cỡ năm mười giây là chị thấy trước cái khung cảnh là cái bà già đó bà vô bà xin nước rồi nhưng mà đó là không có thật đó là chị thấy trước thôi và sau đó là bà già lại thật sự là bà già đã đi vô lấy nước cái lần thứ hai là thật sự lần thứ hai là hiện tại nên thành thành ra lúc đó chị còn nhỏ chị tưởng đâu là chị thấy hai lần chị tưởng đâu là chị bà già này bà bay rảnh bà đi vô đi ra hai lần nhưng mà thật ra không phải là chị thấy trước như vậy thì chị mới đem cái chuyện đó chị kể lại cho mẹ chị nghe thì chị cứ tưởng đâu là chị sợ là kể lại thì mẹ chị không có tin thứ nhất là chị còn nhỏ và thứ hai nó cái vấn đề là nó quá hoang đường đi nó quá hoang đường đi với một cái đứa con nít đó. nhiều khi mình nói người lớn ngồi ở đây nói mình nghe vậy nhiều khi mình chơi chơi mình còn không tin nữa đó, ví dụ như bây giờ thì mình kể chuyện ma rồi ai nói mình thì mình tin đó nhưng mà ngày xưa nếu mà người nào lớn lớn nói mình là mình nói xạo đó nha mình nói là là, là thôi đừng có nổ đừng có xạo đó đó nên thành ra là chị cũng vừa kể mà chị cũng vừa kiểu như là sợ sợ kiểu như là không biết nói làm sao cho mẹ tin á nhưng mà khi chị vừa nói được mấy câu thôi á thì mẹ chị mới nói vỗ đầu chị nói không sao đâu con hồi nhỏ mẹ cũng y như con vậy đó mẹ cũng kể lại cho bà ngoại nghe mà bà ngoại không có tin nhưng mà bây giờ á thì mẹ tin con À, thì đó là có có nghĩa là 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 mẹ chị là cũng đã từng thấy cho chị nhưng mà lúc nhỏ thôi lớn lên thì hết rồi cái lần thứ hai đó cái lần này đó là chị không có thấy mà thấy theo kiểu như là mình chị đang thức mà chị thấy mà lúc này là chị ngủ chị ngủ mà chị mơ thì chị mơ thấy đó là có một cái người hàng xóm của chị đó, là cũng một một người phụ nữ một người bà đó mà cũng bà bà già phụ nữ gì đó là chị mơ trong cái cảnh đó chị mơ là chị đang đứng trước nhà chị đang đứng trước nhà rồi sau đó đó là cái bà đó bà chạy ngang bà chạy ngang nhà thôi chứ không bà không có chạy vô nhà mà bà chạy ngang nhà bà vừa chạy bà vừa la bà là trời ơi con tôi thắt cổ chết rồi bà con ơi cứu tôi với cứu tôi với con tôi thắt cổ trong nhà chết rồi đó là la um sùm như vậy thì khi mà la như vậy bà đó bà la lớn quá nên chị mới giật mình chị tỉnh dậy giật mình tỉnh dậy xong mà chị mới biết là mơ là cái thứ nhất cái thứ hai chị nhìn đồng hồ là chị lúc đó là có đồng hồ rồi á chị nhìn đồng hồ thì chị cũng thấy là trời cũng gần sáng rồi nên thành ra là chị cũng dậy để mà chị đánh răng xuống miệng rửa mặt luôn vừa bước xuống dưới nhà thôi đi ra đằng trước cổng thôi đó là cái bà già đó bà chạy ngang thiệt mà khi mà bà chạy ngang như vậy đó, là phải nói nha nó chính xác tới cái nỗi á mà từng lời nói nè như là cái tông giọng của bà đó bà la như thế nào bà con ơi cứu tôi với con tôi thắt cổ trong nhà này nọ đồ á là từng câu từng chữ từng hình ảnh là nó chính xác hầu như là một trăm phần trăm y như những gì mà chị thấy trong giấc mơ luôn y như những gì mà chị thấy trong giấc mơ luôn đó đó thì lúc này đó thì chị mới thấy vậy thì chị mới sợ nha lúc này thì chị không cảm thấy mình hay ho gì hết mà chị rất là sợ rất là sợ khi thấy những cái cảnh như vậy đây cái câu chuyện này lần trước thì mình cũng đã kể một cái câu chuyện giống như vậy rồi là giấc mơ báo trước đó cái tập mà giấc mơ báo trước đó và mình mình cảm thấy là thật sự rất là đồng cảm với chị là bản thân mình mình cũng không có muốn thấy được những cái hình ảnh đó trước đâu thà là mình ừ, mình thấy thà mình trúng số rồi nọ đi nó còn đỡ đi còn là toàn thấy những cái cảnh mà chết chóc rồi nọ không thì không mong muốn chút xíu nào hết đó đó là bản thân chị là chị chị kể lại là chị đã từng thấy như vậy thì đương nhiên á là sau khi mà chị nghe xong vậy thì chị cũng vô chị nói mẹ mình là ừ, tối qua con mới mơ thấy vậy đó mới lúc nãy thôi chứ không phải tối qua lúc nãy con mới mơ thấy vậy giờ bản vậy thiệt á bắt đầu là mẹ con chị cũng đi qua bên nhà bả coi thử thì đúng thiệt đó, là con của bà thắt cổ trong nhà thiệt luôn đó lúc mà qua tới là công an rồi rồi đã tới rồi đó thì đó thì đó là một cái cái mẫu chuyện ngắn thì chị kể lại vậy chị kể lại vậy đó thì nếu mọi người tin hay không tin gì đó thì cũng tùy mọi người nha còn bản thân mình thì bản thân mình thì mình tin đó tại vì không phải là người ta gửi chuyện cho mình thì uh, không lẽ gì mình không tin đúng không? tại vì mọi người cũng biết lúc trước là có những cái câu chuyện mà nó vô lý quá thì mình cũng đã cũng đã đưa ra cái, cái 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 ý kiến của mình ý kiến khách quan của mình là mình không tin thật sự có những câu chuyện nó vô lý mình không tin nhưng mà những câu chuyện này đó thì thì mình tin tại vì mình cũng đã có từng có cái lần mình mơ như vậy nhưng mà những cái lần mà mình mơ như vậy đó thì nó nằm ở trong cái trường hợp là deja vu đó có một cái nếu mà mọi người chắc là, chắc là mọi người sẽ nhiều nhiều người sẽ biết đó, là mọi người lên mạng mọi người coi cái hiện tượng deja vu đó là có nghĩa là mình tới một nơi nào đó và mình cảm thấy quen thuộc giống như là mình đã từng tới rồi thì cái hiện tượng nó rất là nhiều người gặp rất là nhiều người gặp bản thân mình mình cũng đã gặp ít nhất là ba bốn lần trong đời rồi tự nhiên đang ngồi ăn uống với nhà nó ủa hình như là mình đã từng ngồi đây rồi mình ăn uống ở chỗ này rồi mình mình ơi mình cầm cái lon nước này luôn nè lúc đó nhận ủa mình cầm cái lon nước này luôn nè sao kỳ vậy ta là mình bị nhiều lần rồi nhưng mà cái trường hợp của chị nguyễn tuyết này á, là nó chính xác tới nơi như vậy á, và nó chỉ là nó, nó nó, ngay tức thời luôn á thì đó là một cái trường hợp đặc biệt nha và mình mình tin là cái câu chuyện này chị kể là có thiệt đó rồi thôi bây giờ là tiếp theo qua những những cái câu chuyện sau nè thì vào năm 1996 đó lúc này á, là à, chị cũng tương đối là lớn một chút xíu rồi nha đó rồi bắt đầu là Nhà chị á là chỉ có một đứa cháu gái, kiểu như là con của anh mình hay là con của chị mình chứ là một đứa cháu gái á là lúc này là nó cũng cỡ 6 tuổi vì uh, bé đó là sinh năm 1990. mươi thật sự là mình công trong câu chuyện thì gọi là bé gái nhưng mà đúng theo cái độ tuổi thì mình nên kêu bằng chị nhưng mà thôi mình để giữ đúng cái luồng câu chuyện thì mình vẫn kêu là một bé gái 6 tuổi nha. Thì cái bé gái 6 tuổi rồi đó là đương nhiên mà chị cũng chị, lúc này là chị mới 11 11 12 tuổi thôi mà nhà có một cái đứa nhỏ 6 tuổi nữa thì khỏi phải nói về cái vấn đề mà hai hai cô cháu rất là quấn quýt với nhau, thương yêu nhau dữ lắm luôn. Đó. Thì do là nhà chị lúc đó là rất là đông người, tới 9 người trong ngôi nhà mà ngôi nhà cũng rất là chật. Nên thành ra là chỉ có duy nhất là phòng của anh chị của chị đó thì mới là có một cái phòng riêng thôi. Chỉ như là mới có con nhỏ hay sao là được đặc quyền là ở phòng riêng thôi còn lại tất cả những thành viên trong gia đình đó là cứ tối tới đó mà chuẩn bị ngủ đó, thì thấy cái chỗ nào trống đó là cầm cái chiếu thảy cái bụp đó rồi chảy ra chăn mùng ngủ thôi à, chứ cũng không có mà chỉ như là giành 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 giật lẫn nhau vậy chân là cứ chen chút nhau mà ngủ vậy đó thì tối hôm đó nha lúc này chị đang ngủ đó, thì chị mới khát nước chị mới khát nước thì chị đứng là khi mà nằm trong mùng nè à, là mẹ chị nằm ở đây xong rồi mới tới chị nên thành ra là chị phải chui qua chị phải chui ngang qua người mẹ chị và chị mới dở cái mùng lên mà chị đi ra chị đi lại cái bình nước chị đến hứng nước chị uống thì khi mà chị đứng lên chị đi lại đó chị hứng nước chị uống đó thì chị thấy cái đứa bé cháu út của mình á gọi mình mình gọi là một đứa bé 6 tuổi gọi là đứa cháu đi thì thấy đứa cháu của mình á đứa cháu của mình đang đứng ngay trước cửa phòng của nó là phòng của ba mẹ đó, đó là nó đang đứng trước cửa phòng và nó hé cái cửa ra vừa cái thân người của nó thôi và nó đứng ở đó nó nhìn chị thì chị quay qua chị cũng tưởng đâu á là nó muốn uống nước nên thành ra là chị uống xong rồi chị cũng hứng thêm ly nữa chị tính lại chị đưa nó coi nó có uống không thì khi mà chị lại gần thì chị thấy là cái đứa bé này đó cái hình hài nó vẫn là đứa cháu của chị nhưng mà nó lại không có cái chân nó chỉ có từ cái đầu gối lên trên tới cái trên đầu thôi và hoàn toàn không có cái chân đó, chứ mình không phải là mình nói là cái đứng lơ lửng lơ lửng trên không trung nha nhưng mà không có cái cái phần bắp chuối cái phần từ đầu gối xuống là hoàn toàn không có giống như là bị cục luôn vậy đó mà cái thân thể của nó là nó đang lơ lửng nó đang nó, nó đang lơ lửng luôn là từ đầu gối xuống á nó giống như là nó đứng bằng hai chân của nó nhưng mà hai chân của nó bị tàn hình vậy đó mọi người tưởng tượng gì cho nó dễ đó là chị thấy cái khung cảnh đó là nó rất là kinh dị mọi người tưởng tượng rất là kinh dị luôn một cái người cháu thân yêu của mình bình thường mình hay chơi đùa hàng ngày như vậy mà bây giờ mình đã thấy một cái hình ảnh như vậy thì mọi người tưởng tượng ra là nó sẽ kinh dị như thế nào không thì lúc đó lúc đó là chị nói là chị không có chạy được luôn không chạy không la mà không có mà làm bất kỳ cái gì được hết giống như là bị điếng người giống như là bị giống như là bị 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 bị, bị khủng hoảng tinh thần quá đi nên là chị chỉ biết đứng đó và nhìn nó thôi nha nhìn chầm chầm cái đó luôn và chị nhớ đó là nó còn mặc một cái áo màu xanh chấm bi màu đen nữa đó có nghĩa là cái bộ đồ cái bộ đồ đó chính là cái bộ đồ mà hàng ngày mà thường ngày nó hay mặc nhất luôn á tại vì nhà cũng không có điều kiện nhiều nhiều khi một đơn nít nó có ba bốn bộ đồ nó mặc đi mặc lại hoài thôi nhưng mà đứa cháu là nó thích nhất cái bộ đồ đó và nó cũng thường xuyên mặc bộ đồ đó và lúc này chị cũng thấy nó mặc bộ đồ đó luôn nha lúc này là chị đứng hình rồi nha chị cứng hình chị đứng nhìn đó nha thì một chút xíu sau đó là bắt đầu là từ cái phần đầu gối đó đó là nó biến mất từ từ từ, từ 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 lên tới phần bụng luôn. Là từ cái phần bụng lên tới phần đầu và lơ lửng lơ lửng cho nó giống như là cái cái phần ở dưới nó là không phải là nó không có mà là nó cố tình nó làm cho biến mất như vậy để mà nó chọc chị nó hù chị vậy đó. Đó, là nó 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 làm cái hình ảnh gì kinh khủng ghê gợn như vậy là để mà chọc chị thôi đó. Đó. Thì lúc này khi mà nó biến mất tới cái phần bụng rồi là chị quá sợ nhưng mà chị lại biết lúc này thì chị lại nhớ tới cái vấn đề là đọc là kiểu như là niệm Phật rồi lúc này thì mới nhớ tới tới cái vấn đề mà niệm phật chứ còn chỉ còn lúc mà mới gặp thì chị không nhớ tới tại vì còn quá nhỏ thì bắt đầu là chị mới niệm phật nói chị cũng là nam mô chứ là phật này nọ đồ đó, bộ, mô tác cứu khổ cứu nạn này nọ đó thì niệm xong như vậy đó thì bắt đầu là chị mới kiểu như là nhúc nhích người được khi mà nhúc nhích người được là cái đứa bé này nó vẫn chưa biến mất nha nó vẫn còn đứng đó và nó nhìn chằm chằm vô chị luôn nhưng mà phần khác là chị đã nhúc nhích được rồi thì khi mà chị nhúc nhích được rồi là chị mới phóng lại cái mùng đó bay vô cái mùng và ôm thiệt là cứng vô mẹ mình luôn ôm thiệt là cứng níu trong cái vai mẹ mình vậy nè. và cái lúc đó chị nhìn lại coi nó biến mất chưa và nó vẫn chưa biến mất nó vẫn còn đứng ngay trước cái cửa phòng và nhìn thẳng vô chị thì lúc này mẹ chị lại úa úa. ớ mẹ chị nói trời ơi nóng quá này, ôm ôm cái gì mà hôi một kê đổ lấm hết trơn đã đực rồi mà còn ôm nữa thì lúc này chị mẹ chị mới gỡ tay chị ra chị sợ quá chị mới kiểu như chị nằm kiểu gì nè chị tự ôm bản thân mình chị nằm như nè nhắm mắt lại như này đó thì lúc này nhắm mắt hồi nó nhắm mắt lâu quá đi vừa sợ mà cũng vừa tò mò còn nhỏ mà không biết là nó biến mất chưa hay sao đó thì mới hí hí con mắt ra nhìn nha nhìn nhẹ nhẹ hí nhẹ nhẹ nhìn cái đó. thì lúc này nó chỉ còn cái đầu à lúc này là coi như là cái mình nó biến mất luôn nó chỉ còn cái đầu không à mà cái đầu nó lơ lửng và cái gương mặt nó cũng vậy luôn cái gương mặt nó cũng là một cái gương mặt lạnh tanh một cái gương mặt mà không có một cái không biết là cười hay là khóc hay là nó sao mà cái mặt nó không một chút biểu cảm gì hết nó vẫn lạnh tanh đúng là cái gương mặt nó vẫn là gương mặt của cháu của chị nhưng mà chưa bao giờ chị thấy trên gương mặt của cháu chị nó diễn tả một cái cảm xúc mà nó kỳ lạ như vậy hết mọi người mọi người tưởng tượng được không vẫn là gương mặt đó nhưng mà nó nó lạnh hơn nhiều và nó nó, nó sao sao mình không biết diễn tả như thế nào cho mọi người hiểu được mà nó rất là kinh dị thì khi mà chị hí vậy xong thì chị mới thấy vừa thấy nhắm mắt lại liền 5 phút sau hí ra thấy nhắm mắt lại liền đó là kiểu kiểu gì đó thì đâu tầm khoảng ba bốn lần sau là tầm khoảng cỡ hai phút nửa tiếng á thì lúc này thì chị mở ra cái lần cuối mà chị hí ra đó là chị thấy nó nó biến tan 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 từ từ là mất tiêu luôn và coi như là không còn luôn mà cái cửa phòng đó là từ từ nó khép 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 lại giống như là nó chào tạm biệt chị hay sao mà nó khép 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 chỉ như là nó thấy là nó cảm thấy là nó chọc chị đủ rồi đó là nó khép từ từ để để mà nó đi vô hay là sao đó nó kinh dị tới nỗi vậy và coi như khi mà nó biến mất rồi đó nha là chị nhắm mắt lại luôn chị nhắm mắt là coi như là chị nhắm miếm chặt con mắt lại như nè và miếm chặt con mắt đó tới sáng luôn có nghĩa là không có không, không ngủ được chị có không không ngủ được và cố gắng ngủ lắm mà không ngủ được chị miếm chặt con mắt lại tại vì chị thấy nó biến mất rồi là chị đã an tâm rồi nên bây giờ là chị nhắm mắt là chị mới biết là nó đã biến mất rồi chị không dám mở mắt ra bởi vì chị sợ là khi mà mở mắt ra thì nó lại xuất hiện lại từ đầu là nó lại đầy đủ chân tay rồi nó biến mất từ từ nữa là chị lại sợ nữa nên thành ra là coi như là chị quyết định là nhắm mắt luôn nhắm mắt để mà ngủ luôn nhưng mà không ngủ được là nhắm mắt vậy nhưng mà thức tới sáng luôn sáng ra rồi nghe tiếng gà rái rồi bắt đầu là nghe tiếng rồi mà ba mẹ mình ngồi lục đục vậy anh chị mình xếp mền xếp mùng đó thì chị mới đứng dậy nha lúc này chưa ngủ mà đứng phục vậy là bay ra ngoài trước nhà đứng trước nhà luôn chứ không có dám xuất viện gương mặt nữa. thì khi mà mẹ chị đi ra vậy thì chị mới kể là ừ tối qua con thấy bé cháu nó vậy 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 đó, rồi con không có dám vô nhà nữa hay nọ rồi đó, thì mẹ chị mới nói thôi, không phải không phải cháu con đâu, không phải cháu con đâu, nó giả cháu con đó chứ không phải nói đâu, thôi đi vô nhà để xuất viện gương mặt không mà để để mày kể cho con nghe, con cũng lớn rồi để mày kể cho con nghe. đó lúc này thì chị mới yên tâm mà chị đi yên tâm vậy thôi nhưng mà vẫn đi tò 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 sau lưng mẹ để mà đi vô trong để mà xuất viện mặt thì mẹ chị mới kể lại á cái ngôi nhà này là từ trước khi mà bà ngoại mất á lúc bà ngoại cũng còn cứ nghĩa là bà ngoại lúc này là bà ngoại đã đẻ ra mẹ rồi nhưng mà vẫn còn trẻ kiểu như là, là mẹ cũng còn nhỏ thôi á thì lúc này á là cái ngôi nhà này á là bà ngoại chưa có mua thì ngôi nhà này chính là ngôi nhà của người trà người trà là có nghĩa là người trà vào hay minh mình tìm hiểu thì chắc là người ấn độ đó thì người chà bà là hai vợ chồng người này là là ở đây và mọi người biết đó, khi mà nhắc ngày xưa mà nhắc tới người chà là thường thường là những cái người người ta kinh doanh dữ lắm người ta kinh doanh hay là người ta làm thương lái hay là người ta đi buôn đồ á là những cái hình ảnh người chà mà quấn khăn này nọ rồi đó. đó thì hai vợ chồng này cũng vậy ông chồng thì bà vợ ở nhà thì làm nội trợ còn ông chồng thì bắt đầu là đi suốt có nghĩa là một tháng đi về nhà được hai ba lần hay là còn lại là đi suốt đi hoài luôn thì cái thời gian đó bà vợ này bà có bầu bà có bầu như vậy thì ông chồng ông cũng đem ông cũng đi ông đi vậy mà ngày xưa thì làm gì có cái chuyện mà ừ là alo anh ơi về em đau bụng quá em đẻ về làm gì có đó bây giờ là đau bụng đẻ rồi là phải tự đi kiếm đi kiếm bà mụ tự đi vô bệnh viện hay sao luôn chứ là chỉ chờ chồng mình về là báo tin vui hay là đẻ xong rồi là viết thư là để cho chồng mình về thôi chứ không có cách nào liên lạc được liền hết thì bữa đó đó thì cái bà vợ bà mang bầu xong bà cũng tới giờ đi đẻ bà cái bà đầu là cũng đau bụng rồi nọ đâu nhưng mà xanh không có được trót lọt nên thành ra là chết chết cả mẹ lẫn con luôn thì khi mà chết cả mẹ lẫn con như vậy đó thì hàng xóm cũng không biết không biết làm sao bây giờ là không phải cũng phải chờ ông đó về quyết định là ông chôn ở đâu hay sao đó thì hàng xóm này cũng bắt đầu là bỏ vô hòm rồi cũng đợi hoài đó cũng cũng đợi hoài cũng làm cách này cách nọ cho cái xác nó nó, nó lâu tiêu hủy thôi chứ không phải là có cái cái khả năng mà để mà cho nó không có bị ấy luôn nên nó không có bị tiêu hủy luôn đâu nó bị thối thúi rửa luôn nhưng mà giữ càng giữ càng lâu càng tốt á thì đợi đâu tầm khoảng Mười bữa nửa tháng hay sau đó thì ông chồng ông cũng về tới thì khi mà ông bước vô nhà vậy là ông thấy cảnh tượng đó là coi như là ông muốn chết chân tại chỗ luôn một cái cảnh tượng quá đau lòng đó rồi sau đó là ông cũng cảm ơn hàng xóm xong hàng xóm đi về xong là ông tại vì lúc đó nói nói là đi buôn đi bán vậy thôi nhưng mà tiền thì cũng không phải là nhiều ngày xưa thì đi vậy đó chứ đem về không được bao nhiêu hết trơn á đó thì bắt đầu là bây giờ nghĩ bây giờ cũng không có tiền mà kiểu như là thiêu hay là chôn sao hay là gửi vô chùa sao đó nói chung là không có đủ điều kiện để mà chôn luôn á nó như vậy luôn á mà không lẽ bây giờ mình mình lại bây giờ mình lại đem vợ con mình đi ra ngoài những cái chỗ đất không hay nọ đất bỏ để mà mình chôn xuống á thì sau này vài chục năm sau vài trăm năm sau thì mồ siêu mã lạng thì không còn biết danh tánh nữa đó, nên thôi bây giờ quyết định á à, ông, ông này ông mới quyết định một cái bước cuối cùng đó, là ông chôn tại trong nhà đó luôn có nghĩa là ổng đào một cái huyệt ổng đào hai cái huyệt trong chính căn nhà đó mà ổng chôn luôn và sau khi ổng chôn xong như vậy đó là ổng cũng bỏ đi luôn có nghĩa là ổng bỏ xứ ổng đi luôn á nhưng mà tại vì ổng cũng an tâm là ừ, vợ con mình cũng đã có mồ mã đàng hoàng cũng có cả căn nhà nói chung là dùng nguyên mỗi căn nhà đó để làm một cái ngôi mộ thiệt là lớn cho vợ con mình luôn nó nó như vậy đó nên thành ra là ổng cũng ổng cũng bỏ đi luôn ổng cũng tiếp tục đi buôn bán cũng đi đây đi đó chứ không không có dám ở đó nữa không phải là sợ gì nhưng mà nghĩ như là thương nhớ này nọ đâu á là cũng bỏ đi luôn để làm lại cuộc đời luôn á thì suốt cả một cái thời gian đó là cái ngăn nhà là rất là nổi tiếng về cái vấn đề mà đi ngang là nghe tiếng ru con rồi nghe tiếng kêu này nọ nghe tiếng khóc em bé là hầu như là cả một cái khu vực cả một cái xóm đó là rất là nổi tiếng luôn là ai cũng biết hết trơn á nhưng mà bà ngoại á nhưng mà bà ngoại lại mua căn nhà đó là lý do tại sao cái thứ nhất thì đương nhiên rồi là nó cái giá nó quá rẻ đi cái giá cái giá nó nó quá rẻ đi lúc đó là cũng không có tiền bạc gì để mà mua nhà cao nhà lớn nhà động hết mà nhà thì lại có nhiều con nhiều cái nhiều cháu nên thành ra phải mua căn nhà như vậy nó giá rẻ là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là bà ngoại không sợ ma và bà ngoại gặp rất nhiều ma bà ngoại quýnh luôn ma luôn á quýnh luôn ma luôn bà ngoại không sợ ma luôn á đó, chị kể là bà ngoại chị ngày xưa mà lúc còn nhỏ mà hay gặp ma đó lúc mà còn phụ nữ còn thợ gái đó mà gặp ma một cái đó là cởi quần ra luôn đó, ban đêm ban hôm vậy nha mà thấy con ma cái là cởi cái quần ra mà đập tới tấp vô con ma tới khi nào mà nó biến mất thì thôi luôn á đó. đó là bà ngoại là một cái người phụ nữ mà gan dạ tới nỗi vậy đó thì bà ngoại mới quyết định mua căn nhà đó nói thì nói vậy thôi mặc dù là gan thì có gan thiệt nhưng mà khi mà mua đó thì bà ngoại vẫn là đi ra sau kiểu như là đi trong nhà thì cũng đào một cục đất đó rồi cũng bắt đầu là đem lên trên đình thì cái đình đó gọi là cái đình ông bình đông đó. thì khi mà đi lên trên đó thì cũng xin là ông trên đó là cũng mách bảo xem là có ở được hay không thì sau khi mà xem xét rồi xong á thì ở trên đó ở trên đình người ta cũng nói là ở thì cứ ở đi nhưng mà mình cũng phải là nó mình phải đối xử tốt với người ta đó thì mình sao với người ta thì người ta sao lại với mình chứ cũng không có gì hết yên tâm ở đi thì khi mà bà ngoại ở đó bà ngoại cúng kiến hàng tháng luôn cứ là mùng 1, 16 này nọ đồ là này rầm lớn rồi rầm nhỏ rồi nọ đâu là tất cả các ngày nào mà cúng đó, là ngoại đều cúng hết không bỏ qua bất kỳ một ngày tháng năm nào hết nên thành ra là khi mà ở đó đó là bà ngoại làm ăn cũng nói chung là không phải là giàu có gì cũng khiếp đâu nhưng mà được nói chung là làm ăn là có bữa ăn có đồng ra đồng vô có ăn uống này nọ cho con, con cháu ở nhà không ai bị đói hết đó. sau khi bà ngoại mất đi đó truyền lại cho mẹ đó và gia đình của bạn của gia đình của chị mới qua đây ở đó thì cái vấn đề mà cúng kiến nó từ từ là nó bị mai một đi đó. nó bị mai một đi có nghĩa là vẫn cúng nhưng mà nhớ thì cúng còn không phải là mình trách nha mà kiểu như là công việc cũng lu bu quá tại vì ngày xưa là chính bản thân bà ngoại bà ngoại trải qua chuyện mai nhiều nên bà ngoại mới ghi ghi kiểu như là ghi lòng tạc dạ cái vấn đề mà cúng kiến còn tới thời của mẹ của chị thì do là chồng con rồi bắt đầu là phải làm ăn nhiều nên thành ra là cái cái vấn đề cúng kiến nó bị nó bị kém quan trọng hơn cái vấn đề mà kiếm miếng ăn đó nên thành ra là mẹ của chị là cứ là lâu ơi, chết rồi không quên cúng rồi thôi để tới mùng 2 cúng luôn ở tới mùng 2 cúng cái xong cái tới 16 cái quên nữa này tình cứ quên luôn thôi kệ đi rồi tới lỡ tới mùng 2 cúng luôn vài ngày nữa tới gì đó là kiểu kiểu đó nên thành ra đó là mẹ chị mới nói là ừ, chắc là bao lâu nay là mình cũng cúng mà cúng bữa đực bữa cái nên thành ra là người ta cũng là hiện về để người ta nhắc nhở mình mà ví dụ như là những người mà không hợp thì không có hiện ra cho coi được nên thành ra là mới hiện cho cái chị này cái chị gửi chuyện là hiện ra cho chị coi để mà chị kể lại cho mẹ chị và chị mẹ chị mới bắt đầu là cúng kiến lại đó thì sau cái câu chuyện đó thì từ từ là mẹ chị cũng cúng kiến đều đặn lại cũng cố gắng là ghi lên trên cúng lịch hay là sau đó thì cũng nhắc nhở những người trong nhà ừ tới đúng cái ngày đó là nhớ nhắc tao cúng kiến này nọ nghe không thì từ từ là chị là mẹ chị cũng cúng kiến đều đặn đều đặn lại thì sau khi mà cúng kiến như vậy đều đặn xong á thì nhà chị là không còn gặp bất kỳ vấn đề gì nữa cho tới bây giờ luôn và bây giờ bây giờ cho tới chị thì chị cũng giữ nguyên cái đó vẫn giữ, giữ, giữ nguyên là cúng mà vào ngày đó, mùng 2, mùng sáu thì nó đều đặn đó là giống giống như nhà mình đó, nhà mình thì cũng là đúng đều luôn tới bây giờ cho tới bây giờ luôn là biết bao nhiêu lâu rồi đó là cứ là mùng 2, 16 là cúng hồi nhỏ thì mình không có biết đâu mà mình không mình không có định hình được đâu nhưng mà tới bây giờ đó thì cứ tới ngày đó đó là ở nhà là sẽ dọn ra một cái bàn cúng và đích thân bản thân mình là mình đi xuống tại vì mình bận công việc mình không có đi chợ được ở nhà là có người đi chợ giùm cũng bài biện đầu ra rồi đích thân mình xuống mình cắm nhang cắm nhang xong rồi mình đi vô mình làm việc tiếp tầm khoảng cỡ bốn mươi phút sau là ra đốt với tiền nhà bạc là một tháng hai lần đó là tháng nào cũng vậy hết bản thân mình cũng vậy luôn rồi thôi à, bây giờ đó là những cái câu chuyện những cái câu chuyện đầu tiên của chị thấy vậy nó cũng là ba mấy phút rồi đó nhưng mà bây giờ đó là chưa đâu Bây giờ nó mới thực tế vào những cái câu chuyện kinh dị nhất của ngày hôm nay nè ở à, Nhưng mà trước khi vào chuyện đó, thì mình, thì Dũng thì chúng học xin mọi người là 10 giây để mà quảng cáo sản phẩm nha Nếu mà ai quý mình đó, thì hãy mua cái khô gà hảo hạng của mình nè Đó là mình có bán trên Shopee nè Mình bán trên bằng cái số zalo của mình 0938 733 799, Hoặc là trên Facebook cũng được nữa Hay là mọi người gọi trực tiếp cho mình mua cũng được đó là mình có giao hàng toàn quốc luôn nha mọi người nha Mình có giao hàng toàn quốc luôn nha Giá sản phẩm của mình là 85 ngàn cho một hộp 250 gram Và khi mọi người mua là mình sẽ trích ra 5 000 để bỏ vào cái quỹ từ thiện của riêng bản thân mình là 50 thùng mì mỗi tháng cho người vô gia cư ở thành phố Hồ Chí Minh nếu mà mình bán được nhiều hơn thì cái số lượng 50 thùng mì nó sẽ tăng vô giới, vô, vô, giới hạn luôn có nghĩa là mình bán càng được càng nhiều đó thì cái 50 thùng mì nó càng tăng càng ngày càng tăng nha mọi người nha rồi đó là 10 giây của mình rồi thôi bây giờ nè bây giờ mọi người tập trung nha để mà lắng nghe cái câu chuyện mà mình sắp kể đây và mình xin phép nói trước không phải là mình nên mình ngồi nếu mọi người hiểu mình thì mọi người cũng biết rồi đó mình chỉ là kể những câu chuyện nó có thật thôi mình không cần thiết mình phải ngồi mình bi ai cho cái câu chuyện để mình rồi giả bộ mình nói trước cho nghe nó rùng rợn rồi bắt đầu là kể ra rồi nọ đồ cho nó ghê không phải tại vì theo, theo như hồi nãy mình mới vừa đọc hết câu chuyện này đó là mình thấy nó thật sự là nó rất là kinh dị đối với bản thân mình và trước khi vào chuyện đó, thì mọi người lưu ý gì nè cái câu chuyện này là nó liên quan và nó xảy ra ở hai cái bệnh viện rất là lớn ở thành phố Hồ Chí Minh này đó nên thành ra đó là mình à, vì một số lý do tế nhị ví dụ như là à, khi mình kể như vậy đó mình không mình không phải là mình sợ bên kiểu như là công an chính quyền nội đồ để mà à, xuống mà mà kiểu làm khó làm dễ mình đâu cái gì đó nó sẽ không xảy ra nhưng mà mình chỉ sợ cái trường hợp là nếu mà có những người đang nghe kênh của mình á, đang nghe chuyện của mình mà lỡ đang nằm ở trong những cái bệnh viện đó, đó thì mọi người sẽ rất là sợ và nhiều khi là mọi người sẽ không có dám ở lại để mà nuôi người thân hoặc là tệ nhất là mọi người đang bệnh là mọi người không có dám ở đó nữa thì nó sẽ liên quan tới sức khỏe mọi người nên thành ra là mình sẽ không có đọc tên mà hai cái bệnh viện này ra cho mọi người biết đâu nha đó là mình xin giấu tên hai cái bệnh viện này nhưng mà khi mình nói mình nói nằm ở trên đường nào thì mình nghĩ là chắc có thể là những người người ta sẽ biết nhưng mà mình thôi mình không không nói tên ra để tránh những từng trường hợp tế nhị như vậy ha à, thì cái câu cái, cái, cái câu chuyện đầu tiên nha là mình nói là quỷ nhập tràn trong bệnh viện đó. Tới cuối tháng 3 năm 2000 nha, tới, tới cuối tháng 3 năm 2000 đó là cái chị kể chuyện này là chỉ có một cái à, lúc này thì năm 2000 thì mình nghĩ là chị cũng tầm khoảng gần 20 tuổi rồi, mình nghĩ là cũng gần 20 tuổi rồi. Thì à, lúc này đó là chỉ có một cái ông anh, ông anh này là ông anh thứ bảy nha, ông anh thứ bảy của chị và ông anh này là ông có một một vợ và cũng đã có một đứa con và đứa con của ảnh lúc cái thời điểm đó là nó cũng đã được 7 tháng rồi. Nhưng mà khi như khi tất cả thời điểm đó đó thì ông anh này ông bị bệnh và ông bị bệnh rất là nặng luôn. Bắt đầu là ở nhà mới bắt đầu là đưa đưa ảnh vô trong bệnh viện chợ rẫy nè, đưa ảnh vô mình cho bệnh viện chợ rẫy nằm đó. Thì á, chị nhớ lúc này chị nhớ rất là rõ luôn này trong cái quá trình mà chị đang đang nuôi á, đang kiểu như là ở lại để mà thăm nuôi anh của mình là chị còn gặp nghệ sĩ anh Vũ nữa, cố nghệ sĩ anh Vũ mới đúng, cố nghệ sĩ anh Vũ thì cái thời điểm đó đó là chị nói là có nghệ sĩ anh vũ là đã có một cái quảng cáo là anh vũ đi anh cố nghệ sĩ anh vũ đi nhặt cái nắp phén rồi mở lên rồi trúng thưởng rồi nọ rồi đó à, mình nhớ hình như là ngày xưa là mình cũng đã từng coi có quảng cáo rồi không biết là anh chị cô chú có, có nhớ không ạ à? thì à, khi mà đang trong đang lúc mà đang nuôi anh anh của mình đó, thì chị cũng đã thấy nghệ sĩ anh vũ có nghệ sĩ anh vũ vào đó thăm người thân trong đó và chị còn chọc nữa mà chỉ còn lại chị chọc nói là anh anh vũ anh vũ giờ này anh vũ còn nhặt còn lụm nút phén hay không đó đó là kiểu gì bởi vì chị bởi vì chị nhớ cái câu chuyện này rất là rõ thì khi mà nằm ở đó điều trị đó thì bắt đầu là những cái bác sĩ chuyên khoa tới đó cũng xem xét hay nọ rồi thì mới thấy là ừ, anh này là anh bị bệnh liên quan tới phổi và anh bị ung thư phổi rất là nặng ung thư phổi luôn đó thì mọi người khi mà biết mà nghe tới cái thông tin như vậy đó thì cả nhà rất là sốc lúc này đó thì ở bên giờ rẫy đó mới mời bác sĩ chuyên khoa ở bên cái bệnh viện đó đó cái bệnh viện đó đó mình nói sao nha là có đi qua đây để mà coi thử như thế nào thì coi xong thì bắt đầu là bác sĩ này mới yêu cầu là bên chợ đẩy là sẽ chuyển anh này để qua bên cái bệnh viện đó để mà điều trị tại vì cái bệnh viện này là cái bệnh viện chuyên về phổi ở thành phố hồ chí minh luôn và nó nằm ở trên đường hình như là mình nhớ là đường đường an dương vương hay là ở đường hồng vương hay là đường hồng bàng gì đó mình mình cũng không không nhớ rõ nữa nhưng mà À, nó là bệnh viện chuyên về phổi á à, thì bắt đầu là chuyển qua đây thì khi mà qua đây á, là nói chung là nhà mẹ chị lúc đó là không có điều kiện nhiều nhưng mà vẫn là mượn tiền đứng mượn tiền ngồi nọ để mà lo cho con mình tại vì lúc đó anh mới vừa bị ung thư nó mới phát hiện á, là anh bị đau vậy lắm mà nói là đau tại vì chính bản thân chị chị đứng đó mà chị nhìn thấy cảnh của anh mình đau luôn mà tới bây giờ chị nói chị kể lại mà chị phải ngưng phải ngưng hết 20 phút để mà chị nhớ về cảnh tượng đó mà chị khóc đó Chị, chị xúc động chị khóc và phải 20 30 phút sau thì chị mới viết được tiếp đó. nó rất là tội nghiệp đau đớn quằn quại mà la làng la sớm lên mà cắn khi mà mình đau quá mình sẽ cắn thì thường thường là sợ người ta cắn trúng lưỡi đó nên thành ra là người ta sẽ nhét một cái gì đó vô nhét một cái gì đó vô miệng để cho cái bệnh nhân người ta cắn luôn á tới nỗi như vậy thì cái lúc đó đó là chị hoảng quá chị không biết là nhét cái gì vô cho anh mình cắn đó, là chị đưa cái tay của chị ra cho anh mình cắn vô luôn đó nhưng mà anh của chị cắn vô tay của, của 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 em mình xong rồi mới biết là tay đó của em mình đó là anh nhả ra liền anh vừa cắn một cái thiệt là mạnh cái là anh nhả ra liền và coi như là anh cố gắng anh kiềm chế anh chịu đựng cái cơn đau của anh để mà không có phải làm đau em của mình nó rất là thương em luôn thì bắt đầu là cái căn bệnh nó càng ngày nó càng trở nặng 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 đi là lúc đó là coi như là ở nhà là không còn nghĩ là sẽ cứu được nữa luôn á là coi như là hết phương cứu chữa rồi tiền bạc thì cũng hết mà bây giờ cứ bệnh nặng vậy hoài đó. nhưng mà rồi vài ngày sau thì bắt đầu là ảnh cũng hồi phục dần 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 và càng ngày là càng hồi phục dần dần đó lúc đó chẳng ai nghĩ gì tới cái chuyện ma quỷ gì cả mà chỉ thấy là ừ sức khỏe của con mình sức khỏe của anh mình càng ngày càng đi lên nên là càng kiểu như là vui vẻ hay nọ đồ đó và tin vào phép màu là bây giờ là anh mình đã được trời phật độ hay sao đó và bắt đầu là khỏe trở lại tươi tắn trở lại đó thì có hiện tượng cái hiện tượng đầu tiên đó là cái hiện tượng là anh hay anh hay nói chuyện một mình có nghĩa là anh hay nói chuyện với một người nào đó mà lúc đó ở, ở trong mình ở trong ở trong bệnh viện là không ai thấy cả thì do lúc này là chị còn nhỏ chị còn trẻ nên chị không có biết và chị hỏi mẹ mình và mẹ của chị cũng ấp áp bún có nghĩa là mẹ chị đã biết anh anh của chị bị cái gì rồi nhưng mà mẹ của chị không có nói mà mẹ chỉ nói là ơi ừ, nó bị ung thư thì chắc là nó nó đau quá nó mê sản nó nói sản thôi thì khi mà mẹ chị giải thích như vậy xong á thì cả một cái thời gian luôn là chị cứ tưởng anh của mình bị mê sản thôi chứ không phải là chứ chị không hề biết là anh mình đã bị quỷ nhập tràn nó bị vong nhập rồi đã bị quỷ nhập rồi chứ không phải là bị vong nhập đó là quỷ nhập như thế nào thì khúc sau mà mình sẽ biết nha thì cái câu chuyện đầu tiên xảy ra đó là cái lúc này đó là ở nhà đó ở lúc 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 này là ở nhà là có, lúc này là có một bà chị kia là con của bà cũng bị bệnh gì mà bệnh nhẹ thôi chứ không phải là nặng cũng là đưa đưa vô trong đó để mà điều trị luôn, một bà hàng xóm đưa vô đó điều trị luôn. Thì lúc này á là chị cũng kiểu như là chị đang đi xuống đây chị mua cháo cho anh mình mà thì đi lên thì chị cũng thấy, đó, thì chị cũng thấy là cái bà này bà đang dẫn con bà đi vô để điều trị thì cũng nói chị một hai câu rồi thôi là chị cũng chia ra tại vì cái phòng của anh này là phòng bên ung thư nó là, là, là một cái một cái lầu khác còn cái chị kia là chị đi qua bên kiểu như là phòng khám bình thường thôi thì chị mới đi lên lầu thì khi mà chị đi lên lầu á thì cái ông anh của chị mới mới nói chị nói ủa à, cái bà hàng xóm đó bà dẫn con bà vẫn đi vô làm gì mới đi vô khám bệnh đúng không mà bà, bà hàng xóm nó dẫn con bà vẫn vô khám bệnh đúng không thì chị mới bất ngờ nói ủa sao anh biết sao anh biết em em nó mời hồi nãy em có thấy ở dưới nè thì cái ông cái, ông anh đó, đó ông anh thứ bảy đó ông mới nói là trời ơi hồi nãy anh mới xuống dưới chứ đâu anh đứng kế bên bả chứ đâu đứng kế bên em luôn chứ đâu thì lúc này là chị mới hết hồn chị nhìn qua mẹ chị mà mẹ chị đang ngồi ở đó mà đang ngồi canh 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 anh anh của mình mà thì bắt đầu là hỏi ủa mẹ nãy giờ anh anh bảy anh đi đâu hả cái bắt đầu là mẹ chị nói đâu có đâu nó đâu đi đâu đâu nãy giờ tôi coi nó nãy giờ từ sáng giờ nó nằm trên giường sao nó đi nổi mà đi À, mà rõ ràng là cái ông đó ông nói là hồi nãy anh đứng kế bên em luôn mà anh đứng kế bên cái bà đó luôn mà nó nói rõ ràng như vậy đó thì lúc này chị rất là sợ bắt đầu là chị sợ chị nói trời ơi ôi, sao tự nhiên anh bảy anh nói gì ghê quá vậy mẹ trời anh nói gì làm con sợ quá vậy thì mẹ chị thấy vậy xong mẹ chị nói mới cái thằng bảy này mày nói tào lao mới lao nói sản không để em nó sợ kìa thấy không thôi không có nó bậy bạ nữa đó rồi mẹ chị mới quay qua chị nói thôi đã ta nói mày rồi là nó bây giờ nó hay bị mê sản nó nói tùm lum tà la hết trơn mà thôi đừng quan tâm nữa đó thì lúc này là coi như là chị cũng sợ chị cũng thắc mắc tò mò nói, ủa nói sản gì mà sao mà cái này là nói đâu phải nói sản đâu tại vì thấy rõ ràng như là không phải là nói sản mà thì khi mà nghe mẹ nói vậy thôi chị cũng cũng từ từ cũng nguôi ngoai chứ cũng không có, có suy nghĩ tới nữa rồi á tối hôm đó đó tối hôm đó và những tối hôm khác luôn nha là bắt đầu là anh này anh có triệu chứng là anh chửi anh chửi um sùm hết trơn á anh nằm trong cái phòng rồi đó là <laughs> ban đầu á, là có một cái chú kia là nằm phòng nằm cái giường kế bên nữa nhưng mà chú đó là chú đã xuất viện chú về sớm rồi nên thành ra cái phòng đó là cái phòng nằm ở cuối dãy luôn đó mà trong phòng chỉ có một mình cái giường bệnh của anh thôi nên thành ra là cũng không có phiền tới ai nhưng mà cứ tối vậy đó là ảnh quay qua cái cửa sổ đó ảnh quay qua cái cửa sổ và ngay chỗ cái cửa sổ là nó hay nó có cái cái cây sứ trắng đó. mọi người biết cây sứ trắng thường thường là cũng rất là nhiều ma nha mà ảnh quay qua đó anh chửi anh chửi má tụi mày giờ tụi mày có im cho tao ngủ không có mày im cho tao ngủ không hát hò hoài hát hò hoài hát những cái quần què người ta vậy là mà cứ hát hò hoài điếc cái lỗ tai không cho tao ngủ gì hết im liền im liền tao ngủ rồi ra là dặn cổ tụi bay hết bây giờ còn nhỏ mà, mà mà bố láo không có cho người lớn ngủ gì hết đó là ông quay qua cây sứ rồi ông chửi là coi như là đêm nào ông cũng chửi hết đó thì có một cái đêm đó đó <laughs> sau khi ông chửi xong đó thì ông mới nói với lại cái chị gửi chuyện này chị nói anh nói là em em ngày mai đó em đi về đó em đi về em có về em lấy đồ đó thì em đi qua bên cái nhà bà tư trà đó em em trước nhà bả là có cái bụi dâu tầm đó em đi hái cái nhánh dâu tầm cho anh nha anh hái hái nhánh dâu, dâu tầm cho anh anh đưa anh đi để tối đó, mà tụi nó còn ca hát nữa đó là anh quýnh tụi nó chết mẹ tụi nó luôn đó là anh ra anh quất tụi nó chết mẹ tụi nó luôn cỡ như cái thứ như tụi nó là tụi nó sợ mấy cái gành dâu tầm lắm em yên tâm đi tối đem cho anh nha đó là nói rõ ràng như vậy luôn đó thì lúc này là Chị rất là sợ tại vì ngủ ở đó mấy đêm thì chị hoàn toàn chị không có nghe ai la hét hay là ai ca hát gì trong đó hết. Bệnh viện mà lúc nào cũng mấy giữ cái sự im lặng hết trơn á, làm gì có ai mà ca hát trong đó mà vào cái giờ đó mà chị rất là sợ. Mà cứ nói với mẹ là mẹ chị là cũng thôi mà mẹ ơi. Nó vậy đã tao nói là nó nói sản nó tào lao mày đừng có nghe nó, mẹ ở đây mày cho nó ăn nó uống thôi. Còn nó nói cái gì mày đừng có nghe nó giống như là mẹ đã biết rồi đó mà do là quá thương con mình đi nên là mẹ không chấp nhận cái sự thật. Đó thì cứ mỗi lần mà chị nói vậy xong mẹ lại nói vậy thôi là chị cũng không có có biết làm gì thôi chị cũng cũng im luôn. Rồi á, chị này là chỉ có một cái người bạn trai, bạn trai này là tên Vũ nha, Vũ là Vũ là của cái chữ bệnh viện từ Vũ đó là chữ giờ đó chứ không phải là chữ Vũ như là là Vũ của mình là bạn trai tên Vũ và lúc mà chưa bị bệnh đó, là cái anh thứ bảy này đó, là anh rất là thích anh Vũ này luôn và kiểu như là ảnh ủng hộ hết mình cái chuyện mà hai người đến với nhau luôn và cái anh Vũ này sau này là chồng của chị sau này luôn rồi đó là anh này lúc lúc nào cũng ủng hộ cho hai người này cưới nhau hết nhưng mà khi mà bị bệnh như vậy đó mà anh Vũ vô thăm đó là anh Vũ mà ngồi kế bên chị chị, chị Tuyết một cái đó, là bắt đầu là cái ông đấy ông giữ lên ông nói ai cho mày ngồi kế bên đó ai cho mày ngồi kế bên đó mày đứng lên mày đứng lên mày đi ra cho tao mày đi ra khỏi phòng của tao tao không thấy mày trước mặt tao nữa đứng lên liền đó thì anh vũ anh cũng đâu có biết gì đâu anh đâu có biết gì đâu anh cũng quê quê anh cũng sượng sượng nhưng mà thôi nghe anh mình chửi vậy rồi mà cũng thương ảnh là tại vì trước đó là ảnh rất là thương mình nhưng mà bây giờ chắc là bệnh đau đớn quá thành ra là đổi tính đổi nết nó nên thôi là cũng đứng lên đi ra rồi có thêm một cái cái này nữa vấn đề đó là anh này á, lúc mà ảnh còn ảnh còn ở ở ngoài đó kiểu như là ảnh 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 chưa có bị bệnh đó là ảnh không biết ăn thành nha à, giống như vợ mình đó là hoàn toàn không biết ăn thành mà không biết ăn hành tới nổi mà cái dụ như cái tô mình đem ra mình lỡ như mà có hành chổng đó thì vớt ra mình bỏ thì mình ăn mình ăn vẫn được đúng không còn cái anh này mà chỉ cần anh nghe cái mùi hành thôi là đói cỡ nào đói nhưng mà không ăn là không ăn thà nhịn đói luôn á đó. đó. lúc mà ở ngoài lúc mà còn còn bình thường còn chưa bệnh là vậy đó nhưng mà lúc này là khi bị bệnh vậy nha nó là khi mà trải qua cái cơn thập tử nhất sinh xong á là cái bữa hôm đó đó là chị tuyết chị đi mua bánh canh á chị đem lên là lỡ có bỏ hành chổng đó thì chỉ lên chị cũng lén lén chỉ ngồi chỉ múc ra chỉ ngồi chỉ vớt hành ra chị bỏ nó nói, bây giờ uổng tiền nhà cũng đang khó khăn mà bây giờ ông lẽ giờ anh không ăn thì anh đói mà bây giờ nó bỏ đi mua cái khác thì nó cũng nó cũng không được nó thành ra vớt ra thì khi mà vớt ra như vậy đó cái anh này anh quay qua anh hỏi nó ủa em làm gì vậy Thế, nó à, anh ơi thôi lỡ lỡ người ta bỏ hành vô thôi để em vớt ra em bỏ cho chứ em bỏ ra bỏ hành ra anh ăn nha chứ giờ anh không chịu ăn bỏ uổng lắm thì cái anh này anh nói anh nói gì nè nó trời ơi em để đi trời ơi đâu cần thiết đâu để nó đi anh ăn cho cỡ nào anh nó ăn cái gì anh ăn cũng được hết trơn á trời ơi lâu lâu mới vô được đây mà ngu gì bỏ đó là nói rõ ràng vậy là mọi người chú ý câu á là lâu lâu vô được đây mà ngu gì bỏ đó là nói rõ ràng vậy đó thì lúc đầu á chị chị này chỉ nghe xong chị cũng tưởng là ừ, chắc anh này anh cũng vui tính anh anh lạc quan anh nói ờ lâu lâu vô bệnh viện nó lạc mồm lạc miệng thì ngu gì bỏ kiểu kiểu vậy nhưng mà sau này mới biết được đó, là cái vong hồn nó nói là lâu lâu mới nhập vô được cái xác đó đó nên thành ra là ngu gì mà bỏ những cái đồ ăn nó mà hành hiết này nọ đồ giá hẹ gì là ăn hết rồi một cái chi tiết nữa là khi mà còn ở ngoài đó là cái anh này là lúc nào cũng nói chuyện với lại chị tuyết á là kêu là xưng anh và kêu bằng cưng từ nhỏ tới lớn luôn đó từ nhỏ tới lớn luôn là cứ anh anh tuyết tuyết ở đây tuyết tuyết là anh 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 nói cưng nghe nè là cứ anh và cưng thôi nhưng mà bây giờ thì lại chuyển sang anh và em lúc nào được cũng em 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 hết trơn á nếu mà người ngoài nhìn vô mà không biết á là cứ tưởng là là chị tuyết đó, là vợ của anh này không đó đó là kiểu như anh này anh hay xưng hôn một cách thân mật như vậy đó nhưng mà chị tuyết thì chị cũng không có nghĩ nhiều lúc này cũng không có nghĩ lúc đó không có nghĩ nhiều sau này á, chị ngồi chị kể lại cho mình nghe mình kể lại cho mọi người nghe thì chị mới thấy được những cái điểm lạ đó thôi nhưng mà còn cái lúc mà nó xảy ra thì do là cuốn cồn bệnh tật của anh nên thành ra là không có suy xét không có suy nghĩ nhiều đâu thì đó cái chuyện là từ từ á, là cái, cái, cái kim mà nằm trong bọc thế nào nó cũng lòi ra mà huống chi là những cái vấn đề mà bị vong nhập bị quỷ nhập tràn như vậy thì cái hôm đó đó là mẹ của 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 của, của anh này đó anh mới à, mẹ của chị tuyết đó mẹ mới nấu nước sâm ở nhà không dám đi mua luôn nha mà bỏ tiền ra nấu để kiểu như là nó rẻ hơn đó thì nấu nước sâm đem vô thì anh này anh dứt khoát anh không uống mà anh cứ đầu uống bò cụm bò cụm 10 mười ngàn lon mà trong bệnh viện có những chỗ bán mắt á mười lăm ngàn lon là, mà uống một ngày năm sáu lon bảy tám lon là một ngày không là cả trăm ngàn tiền bò cụm rồi đó thì đem vô là anh dứt quyết là anh không chịu uống nước sâm anh cứ anh đổ bò cụm không mà đó thì bắt đầu là chị tuyết này chị tức quá đi đó, chị tuyết này chị tức quá đi chị mới đứng lên chị nói nha anh nha em nói anh em nhịn anh mới bữa nay rồi nha anh biết đó, là anh bệnh vậy đó, là mẹ thôi là phải bi mượn tiền đứng tiền ngồi giang hồ tới tới nhà tới rồi cả giật nhà của mình luôn đó mà để nó dồn tiền trị bệnh cho anh đó mà anh còn kén chọn này nọ nữa bây giờ anh uống nước sâm của mẹ đi chứ không có bò cụm gì chân trơn á khi nào anh hết bệnh anh về tới nhà đi anh muốn uống cái gì đó anh uống bây giờ là nhà mình khè nghèo lắm rồi nhà mình khổ lắm rồi đó là chửi bới nhiều lắm thì mẹ thì mẹ thì lúc này mẹ cũng không có nhẫn tâm để mà chửi con nhưng mà nghe 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 em nó chửi vậy đó nghe chị tuyết cái chửi gì đó thì cũng nói nặng thêm vài câu rồi thôi chứ cũng không có có chửi bới gì nhiều thì lúc này đó là cái anh này bắt đầu là ảnh khóc như một đứa con nít luôn ảnh khóc bù lu bù loa luôn xong rồi ảnh khóc xong rồi ảnh mới nói á anh nói đó, tại con thấy là mẹ thương nó quá Mẹ thương nó quá nên là con muốn là mẹ Mẹ với em là cũng thương con giống như là mẹ thương nó vậy đó Đó là mới nói vậy nha Lúc này là mới lòi ra là mới nói vậy đó nha Cái lúc này là coi như là cái chị Tuyết là chị đứng ở đó mà chị chết chân luôn Chị chết chân chị đứng ở đó là chị kiểu như là chị điến hồn Trời ơi anh mình nói vậy là làm sao rồi nọ rồi là không biết là ai đang nói đó thì đứng nó chết chân như vậy thì trong cái quá trình mà chị chết chân như vậy đó là mẹ vẫn tiếp tục nói chuyện với anh này đó à, thì lúc này là mẹ biết là vong rồi lúc này là, là là lúc trước là mẹ ngờ ngợ thôi mẹ chỉ ngờ ngợ thôi nhưng mẹ không khẳng định nhưng mà bây giờ mẹ nghe nói như vậy đó là mẹ biết là vong rồi thì mẹ mới nói á à, thôi bây giờ đó con thương mẹ đó thì con bỏ em con ra đi nói, con thương mẹ thì con bỏ em con ra đi đừng có nhập vô em con nữa tội nghiệp nó lắm thì anh này anh cũng không có trả lời câu hỏi nữa mà anh lơ qua anh nói anh nói khác anh nói à, bình thường con thấy là mẹ hay 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 hung nó dữ lắm thôi bây giờ là mẹ hung con giống vậy được không mẹ hung con giống vậy đi con thích vậy lắm luôn á nó được hung là con cũng phải được hung cái là mẹ cũng không xuống mẹ hung mẹ cũng vuốt trán nọ vừa vuốt vừa khóc cái hình ảnh mình nói mình tưởng tượng nó thôi là mình đã mình cảm thấy là rất là xúc động là cái hình ảnh đó cái hình ảnh đó là cái người mẹ mọi người tâm người tập trung vô cái tâm lý người mẹ đó nếu mà thật sự đây không phải là con mình mà bị vong nhập Thì chắc chắn là con mình đã chết rồi Nên lúc đó khi mà mẹ ôm cái người đó vô lòng mà mà hung lên trán như vậy đó Thì mọi người có tưởng tượng là cái cảm xúc nó như thế nào mà Nó rất là đau lòng, rất là đau lòng luôn <laughs> Thì lúc này đó là chị Tuyết này chị mới hiểu ra mọi chuyện mà chị rất là sợ Chị rất là sợ luôn nhưng mà trong cái tình hình đó là cũng không biết làm như thế nào đây là chỉ cố gắng là mà làm sao đó, cũng như là tính là sẽ mời thầy nội đồ vô đó khúc sau mới mời nhưng khúc sau mới mời nhưng mà đang tính là sẽ mời thầy vô để mà tụng kinh để mà cho cái bông đó là xuất ra khỏi người của anh bảy thôi <laughs> còn cái chuyện mà anh bảy có chết hay không thì không biết thì à, hôm sau đó thì bắt đầu là cái người anh thứ sáu vô cái người anh thứ sáu vô có nghĩa là thì cái người anh thứ sáu vô là có nghĩa là anh trai của cái anh thứ bảy đó, đó thì mới đi vô và dẫn theo vợ của anh bảy vô để mà tại vì vợ anh bảy mới đẻ con của mới nhà thăm cũng nhà chăm con chứ không có nuôi nuôi bệnh được đó thì mới dẫn mới dẫn là vợ của và vợ và con của anh bảy vô để mà thăm anh bảy lúc này đang ngồi trên giường bệnh đó thì anh bảy mới quay qua nói với anh sáu anh nói Ủa nhỏ đó là vợ của nó đó hả? là chỉ vô người của của vợ anh bảy đó. đó là nói Ủa nó là vợ của 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 nó đó hả? nhỏ này là vợ của nó đó hả? trời ơi sao vợ nó xấu dữ vậy trời? trời ơi bữa giờ tôi tưởng đâu là con nhỏ này là chỉ qua chi tiết trời ơi đâu bữa đâu tôi tưởng đâu con nhỏ này tưởng đâu nhỏ này là vợ nó không mà trời ơi làm tôi kêu anh em ngọt sớt luôn á trời giờ tôi mới biết là con nhỏ này là em ruột của nó còn nhỏ này là vợ nó trời ơi sao vợ nó xấu dữ vậy trời anh sáu anh đâu có biết đâu anh nói mày bị khùng hay gì mày trời ơi con thằng thằng này mày bị sản hả em mày mà mày mày tưởng đâu vợ mày rồi vợ mày mày tưởng gì ai xấu mày khùng con mày vợ con mày nói chứ ai khùng cái gì mày đó là anh sáu anh đứng lên anh nạt lên như vậy anh tại vì anh đâu có biết đâu <laughs> lúc này thì mẹ mới nhìn qua mẹ mới nhìn qua mẹ kiểu như là đá đá mắt cái đó đá đá mắt cái xong mới đầu là đi ra ngoài xong rồi mới kể câu chuyện là như vậy thì lúc này là anh sáu mới biết mà anh sáu cũng sợ nói lúc này là coi như là ở nhà ai cũng biết rồi hết trơn rồi nha <laughs> thì mới quyết định là sẽ đi mời thầy sẽ đi mời thầy tới thì nói ha khi mà không phải là mời thầy đâu mà là mời một cái người đó không phải là mời được tới thầy mà mời được cái cái người phật tử mà hay đi tụng cho những cái đám ma đó mà những người mà người ta hay cũng cái bà đó bà cũng đã từng từng tụng trục vong mấy lần rồi chứ không phải là bà này bà không biết trục vong à, nhưng mà cũng đã từng tụng những bài kinh trục vong rồi thì khi tới như vậy á bà này mới ngồi bà tụng á bà tụng xong anh này anh hỏi chưa ủa vậy thôi đó hả tụng dở lắm mà nghe tụng chưa đâu tụng vậy là chưa có đều đâu cũng được đâu thôi đi về đi học thêm đi bà ơi vậy luôn á nói, nói, mà dữ dằn vậy luôn á rồi ở nhà rồi cũng là canh ngủ á canh ảnh ngủ á lấy cái dâu tầm ăn đó quất vô người ổng luôn á quất không suy nhê luôn lúc này quất xong cái mở mắt ra anh hỏi tự nhiên tự nhiên mẹ đánh con tự nhiên em đánh anh này nọ đâu đó là bắt đầu là bắt đầu là vậy tuyết chị mới nhớ nó trời ơi, bữa trước là ổng còn kêu đem cây dâu tầm ăn vô chỗ ổng để mà ổng quýnh mấy cái con ma ngoài cửa sổ nữa bây giờ lấy cây dâu tầm ăn quýnh ổng sao mà sao mà thấm kiểu như là đây là quỷ luôn quỷ dữ luôn rồi á thì lúc này đó là mẹ mới quyết định là sẽ đi lên chùa đó là xin cái phép gì đó là xin một cái lá bùa phép gì đó là đốt thành cho và người thầy thầy trên chùa đó mới dặn là rải ở trên giường bệnh của cái người đó đó thì lúc này đó là mẹ với lại anh sáu bắt đầu là đem cái bịch đó vô đem cái bịch cho đó vô chuẩn bị rải đó thì khi mà vô tới đó thì bác sĩ mới kêu ra nói chuyện riêng cái lúc mà nói chuyện riêng này đó thì bác sĩ mới nói đó là đây là một trường hợp rất là kỳ lạ bây giờ ở nhà nên chuẩn bị là đám ma đó, kiểu như là nên chuẩn bị tan sự đi Bệnh nhân hiện tại bây giờ đã không còn mạch và tim đã ngừng đập rồi. Đó. Thì ở nhà lúc đó là cũng rất là sốc. Tại sao tim ngừng đập? Đó. Tim ngừng đập không còn mạch nữa mà vẫn nằm đó, vẫn nói chuyện bình thường. Đó. Cái đó nó mới kinh dị ha. Thì khi á, mà mẹ đứng đó, mẹ nói chuyện với bác sĩ đó, thì anh Sáu anh ở đây là anh mới lén, anh đang ngủ mà anh lén xong anh, nói, anh lấy cái cho đó, anh chét lên trên cái giường, anh chét xung quanh vậy nè. Khi mà vừa chét, vừa đụng, vừa rải cái cho lên thôi á, là coi như là cái ông anh bảy này ông la ha Ông dậy cái đạch 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 Ông la nhảy dậy giống như là cái con cá chê con cá lóc mà nó bị đập đầu vậy đó dậy đạch 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 như la ông sầm nói trời ơi mày chết cái gì lên giường tao mày chết cái gì lên giường tao chết tao mày bị khùng hả chửi ông sầm hết trơn á thì lúc này anh sáu anh mới nói là anh tức quá mà anh nói là mày đi ra khỏi người em tao mày đi ra khỏi người em tao liền đi liền đi liền cho tao liền đó và giờ bây giờ tao không đi bây giờ mày giết tao đi tao không đi tao không đi À, anh sao mới nói mày giờ mày không đi tao bóp cổ mày tao bóp cho mày chết đó à, thì cái người này còn cười cười kha 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 nó trời ơi mày bóp đi mày bóp đi coi ai chết mày bóp thử đi rồi coi ai chết coi ai chết nha đó à, là hai người kiểu như là cự lộn um sùm vậy là coi như là náo loạn cả một cái tầng đó luôn đó nha những người kia người ta cũng súng lại súng xa xa đó chứ không dám lại gần nó súng xa xa mà người ta dòm luôn là náo loạn trong phòng vậy luôn thì lúc này đó bắt đầu là khi mà mẹ mới nghe náo loạn vậy đó thì mẹ mới chạy vô thì khi mẹ chạy vô mẹ thấy vậy là mẹ mới kiểu như là mẹ quỳ xuống luôn mẹ quỳ xuống mẹ lại mẹ năn nỉ mẹ nói con bây giờ con tha đi con tha cho nó đi con tha cho nó đi con đừng có nhập vô người nữa con đừng có nhập vô người nữa đó rồi bắt đầu là cũng hung dữ nó cũng la hét lên cũng không chịu nha bắt đầu là những người xung quanh những người nhà xung quanh đó là cũng năn nỉ này nọ đồ xong á là cái người này càng ngày càng hung dữ mà cái cảnh này nó mới ghê nè <laughs> thì tôi chỉ nói là cái người này á cái bông rồi đó là nhai luôn nhai luôn cái lưỡi của cái anh thứ bảy luôn có nghĩa là nói chuyện giữ xong cũng vào nhai à nhai nghe ngọt 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 nhai cái lưỡi ngay nghe ngọt 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 mà máu chảy 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 này trời cái cái cảnh tượng nó rất là kinh dị rất là kinh dị luôn mà con mắt á thì nó đỏ lồng lộng lồng lộng lên mà cứ nhai ngọt 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 còn vừa nhai mà tại vì mất cái lưỡi rồi đâu có nói đâu nên là cứ nhai nhai xong nó nói 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 vậy nè mà không có nghe rõ nha không có nghe rõ nhưng mà chỉ nghe là nó chết rồi 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 kiểu kiểu gì đó là cứ nghe 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 vậy đó lúc này đó thì ở nhà mới quyết định là thôi bây giờ là phải ẩm phải là phải làm sao làm đưa cái anh này để anh về nhà đi rồi tính tại vì bác sĩ đã bây giờ bác sĩ đã trả về luôn rồi bác sĩ đã làm cái giấy xuất viện này kiểu như là trả xác về là một cái giấy là trả xác về người nhà luôn chứ không phải là trả bệnh nhân về nữa đó thì khi mà vậy đó bắt đầu anh cái anh vũ đó là bạn trai của chị tuyết cái thời đó cái thời điểm đó bây giờ là chồng đó là mới ẩm cái anh này nha ẩm ảnh mà anh quằn quại mà ba bốn người vô chụp vô vậy đó thì mới bắt đầu là quăng lên taxi mà chở về nhà đó khi mà trở về tới nhà là bắt đầu là cho anh ngồi đó cho anh ngồi ở ngay trước cái bàn của quyền thất tổ đó là bắt đầu là ở đây mới giống chuông rồi niệm phật niệm kinh này nọ thấp nhang nọ, làm liền sẽ bốc làm một tiếng mấy đồng hồ á mà cái anh này đó cái lúc này đó là cái cái bông mà, mà không phải dùng cái anh mà cái bông quỷ vậy đó là ngồi đây nha lắc vậy nè lắc cái mi lên đồng nó ngồi cà nhịp cà nhịp gì mà cái miệng vẫn nhai có nghĩa là vẫn đang nhai cái lưỡi đó luôn đó nha nhai như nhai sinh gơm mà nhai nhốt nhép vậy nè, cứ lắc lắc nhai nhai nhốt nhép nhẹp lắc 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 vậy nè hơn một tiếng đồng hồ đó, lúc này đó, một tiếng đồng hồ sau đó mới té một cái đụi ra té một cái bịch ra một cái đó thì mới biết là xuất ra rồi đó đó thì khi mà vừa xuất ra một cái thôi là ở nhà là đã gọi sẵn mà hòm mày nọ rồi đó là vừa xuất một cái thôi là gọi gọi điện cái là cái hòm bắt đầu đem lại liền á là vừa bỏ vô hòm mà kiểu như làm liệm mày nọ liệm liền mà tụng kinh liệm liền mày nọ là làm tức tốc tức tốc luôn là khi mà bỏ vô trong hòm đó là chỉ là tầm khoảng cỡ 45 phút tới một tiếng đồng hồ sao thôi mà cái thịt nó thúi á nó thúi muốn bành cái sớm luôn á là nó lẹ tới nỗi vậy á tại vì cái bông này đã chết trước đó rất là lâu rồi nằm ở trong cái bệnh viện đó là tới 2 tuần lễ lận thì mọi người biết là chết rồi biết bao nhiêu lâu rồi đó nó thì lúc này là ở nhà cũng là khóc lóc về nọ đồ quá mà nói là cũng không có kỹ như là cái cái tâm lý mà mọi người mình, phải hiểu gì nè khi nào á mà anh cái người anh đó đúng thật là còn sống mà xong mà dẫn tới bị ung thư và chết á thì lúc đó là khi mà làm đám ma thì bắt đầu là khóc lóc nhiều hơn nhưng mà bây giờ là anh phải trải qua một cái quá trình mà bị nhập như vậy và liên quan tới vấn đề là chị tuyết nhiều khi là muốn đi theo chị tuyết hay sao nữa nên thành ra khi lúc này là đúng là người thân mình chết nhưng mà mình nói ở đây là nó không mình không có quá đáng đâu mà một nửa là cũng vui mừng một nửa là cũng đau buồn mà một nửa là cũng vui mừng là vui mừng vì cái vong đó đã thả cái xác của anh lại đó, để mà cho anh có thể là được đi về với đất kiểu như là anh đi đầu thai được kiểu kiểu vậy chứ nếu mà giữ ở trong ở trong đó hoài thì cũng cũng quậy phá rồi cũng không có tốt nó nên thành ra là gia đình là cũng khóc thì cũng có nhưng mà cũng một phần nào đó là cũng an ủi cũng yên tâm là là không cái cái xác của con mình là không còn bị quậy phá nữa đó thì đó là cái câu chuyện của chị Nguyễn Tuyết kể lại ha xin lỗi mọi người là nãy giờ mình kể mình cũng hay đằng hắn nhiều á tại vì ngày hôm qua mà mình mình vừa kể chuyện rồi xong rồi mình vừa livestream nữa mà cái phòng mình thì hiện tại là chỉ xài quạt đó mà không có dám mở quạt tại vì sợ nó, nó, nó ảnh, ảnh hưởng tới âm thanh nên nó thành ra nó cũng hơi nực nực thành ra cái cổ mình nó cũng cứ ngứa ngứa hoài à mình hay đần hắn những cái khúc mà mình ho dữ quá là chắc là mình mình mình, đã cắt rồi đó thì đó là câu chuyện của chị nguyễn Tiến chị gửi về ha chị còn kể một cái câu chuyện nó cũng tầm nó cũng ngắn ngắn nữa nó cũng tầm khoảng mình mới kể được uh, uh, 6 tờ a 4 thôi mình còn một tờ a 4 nữa nhưng mà bây giờ mình để ý thì mình thấy là bây giờ nó đã hơn một tiếng đồng hồ rồi hình như mình cảm đúng mình như là hơn một tiếng đồng hồ là nó cũng rất là lâu rồi đó thì nhiều khi mình nghĩ mình ngồi mình kể hoài thì nó cũng mọi người nghe nó cũng nhàm chán nhưng mà cái câu chuyện sau thì nó cũng liên quan tới cái vấn đề là quỷ nhập tràn trong bệnh viện luôn nhưng mà ở một cái bệnh viện khác và cái chuyện nó xảy ra vào năm 2018 Nhưng mà thôi mình nghĩ là chắc để ngày mai đi Ngày mai khi mình kể chuyện của một bạn nào đó đó Thì mình sẽ chèn luôn cái chuyện này vô Tại vì nó chỉ có một tờ A4 à, thôi Thì mình kể nó cũng nhanh Nó cũng tầm khoảng 20 phút thôi ha mọi người ha mọi người thông cảm nha Chứ nếu mình giờ mình kể luôn thì Nhiều khi là nó lên tới một tiếng rưỡi hay một tiếng 40 phút luôn Bây giờ bây giờ là 6 giờ rưỡi rồi Bây giờ mình phải ngưng liền và mình đăng lên liền nó mới kịp Chứ nếu mình kể luôn thì mình sẽ đăng trễ nữa Thất hứa với mọi người nữa Mà mình không hề muốn cái chuyện mà trễ nải trong cái công việc chút xíu nào hết ha nhà mọi người ha à, rồi thôi có cái, những cái câu chuyện tới hôm nay là kết thúc rồi và ngày hôm nay thì nó cũng không có cái gì để mà à, để mà trò chuyện như mọi người khúc cuối hết trơn á chỉ có một cái là khi mà hôm qua mình live stream xong vậy đó thì cũng có rất là nhiều người vào vào hỏi cái vấn đề là khô gà của mình nhưng mà tại vì cái tính của mình thì ví dụ như là hôm mình cãi xong đúng không thì khi nào mà mình quảng cáo thì mình nói mình quảng cáo đó mình 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 dành bao nhiêu phút mình bán là mình bán còn khi mà mình live stream mình tâm sự với mọi người mình trả lời câu hỏi rồi thì mình sẽ không có nói gì tới chuyện khô gà hết, mình không có nói giá cả gì hết. Thì mà mọi người chỉ chỉ hỏi thì mình cũng nói là thôi, nếu mà được thì mọi người hãy liên lạc qua số Zalo hay là liên lạc qua điện thoại của mình đó thì mình bán sao. Còn bây giờ là lúc đó là đang trong quá trình live stream nên mình không có có, có trả lời được. Đó là cái nào ra cái nấy chứ mất công mà mọi người nói là mượn cái live stream tâm sự để mà bán hàng nữa, mình không có muốn vậy. Vậy nữa nha. <laughs> mà sau khi mà live stream xong đó mình về tới nhà mình dựng phim mình đăng lên cái tập 117 ngày hôm qua xong á là mình coi trong Zalo và mình coi trong điện thoại á là có tới hình như là cỡ bảy tám đơn hàng gì đó là bán được thêm mười mấy hai chục hũ nữa <laughs> mình rất là vui luôn cái đó mình không phải là mình nói mình nói vậy là mình cứ giữ như là mình mượn livestream mình bán hàng đâu mình đã nói rõ trong livestream là mình không có muốn bán hàng trong livestream rồi mình chỉ muốn tâm sự thôi mà không ngờ là mọi người ủng hộ mình nhiệt tình như vậy luôn vừa đấy vừa xong về nhà coi trời sao tự nhiên người ta mua mà nhiều nhiều quá vậy cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn vì đã yêu thương vũ và đã ủng hộ và tin tưởng vũ để mà mua cái khô gà này nha thôi những câu chuyện đó ngày hôm nay là kết thúc rồi à, nếu mà thấy hay thì nhớ là chia sẻ nha đặc biệt nhất là phải chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn khác cùng nghe thì tới cái lúc đó là khi người ta biết tới mình á người ta sẽ gửi những câu chuyện có thật của người ta cho mình thì mình tiếp tục có những câu chuyện để mình kể lại cho mọi người cùng nghe nữa nha đó rồi nhớ là nếu yêu thương dưới mặt thì nhớ là ủng hộ khô gà của mình nha dưới mặt xin chào mọi người